Trịnh Văn Nghiên bị tai nạn, nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Cô nhớ lại ký ức kiếp trước, bản thân đã đặt nhầm niềm tin vào một kẻ cặn bã, bị hắn chiếm đoạt gia sản, còn bản thân thì chết thảm. Hóa ra tất cả những gì hắn đã nói ra đều là dối trá. Từng hơi thở yếu ớt, gấp gáp. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Bất giác cô mở tròn mắt, miệng cô thốt lên, Triệu Ngọc Thuận. Dứt lời, trên tay hắn cầm một chiếc xi lanh có chứa một dung dịch thuốc độc. Hắn nhìn cô với ánh mắt không chút thương xót, cô cứ yên tâm ra đi. Vừa nói hắn vừa đưa tay cầm lấy ống truyền bơm thuốc vào. Cảm ơn cô, nếu không có sự ủng hộ hết lòng của cô suốt những năm qua, tôi sẽ không thể nhanh chóng lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Vì tình nghĩa vợ chồng bao năm qua, tôi sẽ cho cô một cái chết nhanh chóng, không cần khách sáo. Văn Nghiên đôi mắt tức giận, bất lực nhìn hắn, cô thều thào, anh thật là, đồ cặn bã, tôi đúng là có mắt như mù, không nhận ra được bản chất lòng lang dạ sói của anh. Phía ngoài cửa bỗng nhiên giọng nói của em gái cô, Trịnh Minh Trân vang lên, đừng ở đó mà nói nhảm, Ngọc Thuận không phải là kẻ xấu đâu. Từ trước khi gặp cô, Ngọc Thuận đã có tình cảm với tôi rồi, suốt ngần ấy năm, anh ấy chưa bao giờ quên tôi, anh ấy là một người đàn ông sống có tình có nghĩa và vô cùng trách nhiệm. Dứt lời, Ngọc Thuận đôi mắt nhắm hờ hôn lên trán Minh Trân an ủi, Minh Trân, bao năm qua em đã chịu thiệt thòi nhiều, đợi tang lễ của người phụ nữ này xong, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, anh sẽ cho em những gì em xứng đáng có được. Đôi bàn tay của cô lúc này dường như đã bất động, hỏi thở yếu ớt. Minh Trân ghé sát mặt Văn Nghiên nói, chị Văn Nghiên, tôi sẽ rộng lượng mà nói cho chị biết. Cái chết của bố mẹ và việc chị bị sẩy thai trước đây, đều là do tôi và Ngọc Thuận gây ra. Văn Nghiên mắt long sòng sọc tức tối, cô gằn giọng, thật sự là các người sao, các người tội đáng muôn chết. Dứt lời, cũng là lúc Ngọc Thuận và Minh Trân khoác vai nhau rời đi, bỏ lại Văn Nghiên ánh mắt chới với, trong cơn tuyệt vọng, cô thầm nghĩ, lũ cặn bã các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Dù có hóa thành ma, ta cũng sẽ không tha cho các người, ta... Đến đây cũng là lúc nhịp tim của Văn Nghiên ngừng đập, cô đã hẹo trong sự hận thù, hụt hẫng và tuyệt vọng. Và rồi cũng chính lúc này, cô đã trọng sinh, cô đang ngồi trên ghế sofa, ở phòng chờ VIP tại cục dân chính, cô đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên một giọng gọi thất thanh, Văn Nghiên, Văn Nghiên. Cô chợt mở mắt với vẻ khó chịu, ai gọi vậy, ồn ào chết đi được, ánh mắt mơ hồ, cô nghĩ về thời điểm trước khi cô kết hôn với hắn, sau khi trọng sinh, cô đã nhận ra bản chất thật sự của hắn. Văn Nghiên bừng tỉnh, ánh mắt hốt hoảng cô thốt lên, Triệu Ngọc Thuận. Hắn ta bước đến trước mặt cô, quỳ xuống rồi ân cần hỏi, Văn Nghiên, em cảm thấy thế nào rồi? Có muốn uống chút nước ấm không? Bỗng nhiên một cú tát như trời giáng vào mặt hắn, khiến hắn văng xa 10 mét, hắn không hiểu chuyện gì, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, miệng lẩm bẩm, Văn Nghiên. Rồi hắn quỳ xuống trước mặt Văn Nghiên nói, có phải em gặp ác mộng không? Đợi chúng ta đăng ký xong, anh sẽ cùng em đi đến bệnh viện kiểm tra nhé. Văn Nghiên đẩy tay hắn ra rồi nói, đừng chạm vào tôi. Rồi cô bàng hoàng thốt lên, đăng ký, đây chính là cục dân chính sao? Dứt lời, cô cầm điện thoại lên xem, cô nghĩ bụng, cái này, đây là ngày mình và Triệu Ngọc Thuận đăng ký kết hôn sao? Đây là ký ức trước khi mình chết, hay đây là ác mộng giờ mới là hiện thực, hay là mình tái sinh hay là mình xuyên không rồi? Dù thế nào, mình cũng không thể kết hôn với kẻ đồi bại Triệu Ngọc Thuận này được. Văn Nghiên quay lưng bước đi, bỏ lại một mình Ngọc Thuận, hắn đứng miệng thất thanh, Văn Nghiên, Văn Nghiên, em đi đâu vậy, Văn Nghiên? Văn Nghiên bước ra đến cửa cục dân chính, bỗng cô bắt gặp hai người đàn ông đang bước vào, một người là Lý Thừa Hiền. Anh ta chính là công tử thứ 12 của nhà họ Lý, một người là Kim Nhân Hanh, là thành viên của nhóm nhạc nam BDS. Thấy cô vội vàng bước đi, Lý Thừa Hiền nói, có cần gì phải phiền phức như vậy không? Kim Nhân Hanh bên cạnh cũng nói thêm vào, cũng chẳng còn cách nào khác. Ánh mắt Thừa Hiền nhìn cô không ngớt, rồi anh quay qua nói, chào cô Trịnh. Văn Nghiên quay lại nhìn anh, rồi Thừa Hiền nói với cô, chào tạm biệt. Trong đầu Văn Nghiên hiện về ký ức kiếp trước, Lý Thừa Hiền chính là người sẽ cùng cô kết hôn. Đột nhiên, cô túm tay của Lý Thừa Hiền lại và nói, Lý Thừa Hiền. Đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, cô nói như khẳng định lại, đúng, không ai khác ngoài anh. Lý Thừa Hiền lắp bắp, cái gì? Một nụ cười gượng gạo trên môi anh, miệng anh lẩm bẩm, cô Trịnh có chuyện gì vậy? Cô cứ từ từ nói. Văn Nghiên kéo Lý Thừa Hiền đi, trong sự ngỡ ngàng của Kim Nhân Hanh. Anh nói, cô Trịnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rồi cô kéo anh lên một chiếc xe đang chờ sẵn ở bên ngoài. Lên xe, cô bình tĩnh lấy chiếc túi xách ra, ánh mắt lo lắng. Thừa Hiền nhìn cô, Văn Nghiên lúc này đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thấy Văn Nghiên vẫn im lặng, Thừa Hiền mở lời, cô Trịnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chúng ta không tiếp xúc nhiều, tôi cũng không có gây sự với cô mà. Văn Nghiên nhắm mắt, hít thở một hơi rồi nói, Lý Thừa Hiền, anh đến cục dân chính, chắc là anh có mang theo căn cước công dân rồi, đúng không? Thừa Hiền gượng gạo cười. Nét mặt nghiêm túc, cô quay sang nói với anh, kết hôn với tôi, ngay bây giờ. Thừa Hiền lúc này vô cùng hốt hoảng, miệng anh lắp bắp, không, đợi đã, cô vừa nói cái gì cơ? Nét mặt Văn Nghiên vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm nghị. Cô nhìn Thừa Hiền rồi nhắc lại, kết hôn với tôi, ngay bây giờ. Văn Nghiên lúc này nở một nụ cười nhẹ nói với anh, chắc anh cũng biết, dự án xe năng lượng mới mà tôi chủ đạo sẽ sớm hiện thực hóa, khả năng làm việc, sức mạnh kinh tế, học vấn và danh tiếng của tôi, đều không thể chê trách. Tôi có bản công chứng tài sản cá nhân, và báo cáo kiểm tra sức khỏe vừa cập nhật hôm qua, kết hôn với tôi, đối với anh không có bất kỳ rủi ro nào cả. Nghe đến đây, Thừa Hiền bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt đờ đẫn anh đáp, tôi đương nhiên biết điều này, cô Trịnh Văn Nghiên là ngôi sao tương lai của tập đoàn Vĩnh Động, đồng thời cũng là một thiên tài thương mại trẻ tuổi, được mọi người vô cùng ngưỡng mộ, tôi đương nhiên tin tưởng vào năng lực và phẩm chất của cô. Nhưng mà bây giờ, với bầu không khí này và địa điểm này, không giống như đang bàn chuyện kết hôn, đúng không? Văn Nghiên bình thản đáp, không, ngược lại, với không gian và thời gian này, tôi cảm thấy rất là phù hợp. Nói rồi, Văn Nghiên chỉ tay về phía cửa cục dân chính, chúng ta hiện đang ở trước cửa cục dân chính, rất thuận tiện để đăng ký kết hôn. Tôi cũng đã có mẫu hợp đồng sẵn, chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu, là có thể dùng làm hợp đồng kết hôn của chúng ta. Lý Thừa Hiền, thời gian gấp gáp, tôi hy vọng có thể nhanh chóng thỏa thuận các điều kiện, để anh đồng ý kết hôn với tôi. Thừa Hiền gãi đầu rồi nói, vậy nên mới nói, đây rõ ràng không phải là bầu không khí bàn chuyện kết hôn mà. Nếu như là bàn chuyện kết hôn giữa hai người, chí ít thì cũng phải ngồi trong một quán cà phê sang trọng, có máy lạnh điều hòa mát mẻ, có ngọn nến lung linh huyền ảo, đằng này, ngồi trên xe ô tô. Đây rõ ràng là cuộc đàm phán thương mại, phải không? Hơn nữa còn là đàm phán đơn phương. Rồi anh nói tiếp, cô Trịnh Văn Nghiên, cô cũng nên biết tình hình của tôi chứ. Đến đây, Văn Nghiên ngước mắt qua nhìn anh ta rồi nói, Lý Thừa Hiền, cậu út nhà họ Lý, tinh thông ăn chơi không thiếu gì, hiện giờ đang là nhân viên bán hàng, trong phòng bất động sản của tập đoàn Hoa Tinh nhà mình, nhưng gần như không bao giờ đi làm. Thừa Hiền đưa tay gãi đầu, rồi nói với vẻ mặt vô cùng tự tin, không ngờ rằng, chuyện của một kẻ, không liên quan gì đến thương chiến như tôi, lại được cô nhớ đến. Văn Nghiên nhìn Thừa Hiền đáp lời, nên tôi mới nói, khả năng của tôi không thể chê trách. Đến đây, Thừa Hiền sượng chân, anh ta nói, tạm thời, tôi chưa nghĩ ra điều kiện gì, nhưng hiện tại, tôi cũng không có công chứng tài sản, còn báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng làm từ nửa năm trước. Nghe đến đây, Văn Nghiên bỗng cắt ngang, không sao, tôi tin anh, vừa nói cô vừa bỏ chiếc điện thoại vào túi xách, cô mở cửa xe bước xuống. Rồi cô nhớ lại, dù sao ở kiếp trước, ngoài việc anh ta qua đời vì tai nạn giao thông, và khoảng một năm sau, anh cũng không có bất kỳ tin tức gì đáng chú ý. Rồi anh nói tiếp, tin tưởng tôi không? Lúc này trong đầu cô ký ức kiếp trước đột nhiên hiện về, lúc đó có Thừa Hiền cùng hai người đàn ông khác đang đi trên phố, bỗng nhiên họ gặp một ông lão, nhìn giống như thầy tướng số. Vừa lướt qua ông ta bỗng nhiên khựng lại, ông đưa tay lên đỡ gọng kính lại. Miệng ông lẩm bẩm, thật kỳ lạ, rõ ràng là một người có số phận ngắn ngủi, nhưng có quý nhân có thể thay đổi số phận của anh mạnh mẽ. Thừa Hiền bỗng nhiên dừng bước, anh ngơ ngác nhìn qua ông thắc mắc, ông đang nói về tôi sao? Ông nhìn anh rồi nói, nếu gần đây có người lạ mời cậu, hy vọng cậu đừng vội từ chối. Thừa Hiền cười đắc ý, mỗi ngày, đều có những chàng trai, cô gái lạ muốn uống rượu cùng tôi, nếu tôi đồng ý tất cả, thì thực sự sẽ mệt đến chết mất. Dứt lời Thừa Hiền cười lớn rồi cùng hai cậu bạn đi cùng bước vào quán rượu. Ông lão cười nhạt, thật là một số phận kỳ diệu, tôi sống đến nay đã 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như này. Chẳng lẽ thế giới này đã xảy ra thay đổi gì sao? Quay trở lại ký ức kiếp này, dứt dòng suy nghĩ, cũng là lúc Thừa Hiền mở cửa xe bước xuống. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định, vậy được, tôi chấp nhận lời mời này. Dù sao thì kết hôn nhanh cũng là điều tôi chưa từng thử qua, chắc cũng có chút thú vị, nhất là với một người có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ như cô Trịnh Văn Nghiên đây, cô làm người ta có cảm giác thích thú. Dứt lời cũng là lúc Ngọc Thuận hớt hải chạy từ bên trong cục dân chính ra, miệng hắn không ngừng gọi tên cô, Văn Nghiên, Văn Nghiên. Rồi hắn bước tới trước mặt cô, Văn Nghiên, em có phải không khỏe không? Anh sẽ về bàn với chú hai của em, chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai. Vừa nói hắn vừa đưa tay lên định sờ vào đầu cô, nhưng bị cô hất mạnh tay hắn ra, đừng đưa cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi. Đến đây, Ngọc Thuận khựng lại, ánh mắt hiện lên sự tức giận, trên mặt vẫn còn sưng lên vì cú tát như trời giáng, nhưng đã được hắn ngụy trang bằng phấn. Nhìn thấy vậy, cô nói với hắn, Triệu Ngọc Thuận, anh đúng là giỏi đấy, cái mặt của anh cũng dày ghê, trước tiên, đã có thể che lại cái tát của tôi, rồi mới ra ngoài đuổi theo tôi. Chú ý đến hình tượng cá nhân thế, mượn phấn từ đâu mà có. Hắn phân trần, Văn Nghiên, anh sợ bị những phóng viên đó, bọn họ chụp lại và bôi nhọ. Em biết mà, dù sao chúng ta vội vã đi đăng ký kết hôn, là để đối phó với những bài báo tuần trước. Văn Nghiên đáp lời, đúng vậy. Dứt lời cô bước đến trước mặt hắn, đưa tay chỉ vào ngực hắn. Những tài khoản báo cáo đó, tôi sẽ tính dần với anh, hiểu chứ, sẽ không thiếu một chút nào đâu. Nói rồi, cô quay sang nói với Thừa Hiền, nào, chúng ta cùng đi thôi nào. Đột nhiên Ngọc Thuận túm lấy tay cô và nói, Văn Nghiên, em làm sao vậy? Văn Nghiên quay mặt lại nhìn Ngọc Thuận, ánh mắt hằn học vô cùng hung dữ. Một lần nữa cô lại đưa tay, tát bốp vào mặt hắn và nói, tôi đã nói, đừng chạm cái bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi, anh thật sự không hiểu tiếng người sao. Bất lực Ngọc Thuận hắn lùi lại phía sau vài bước, hắn đưa tay xoa lên má, ánh mắt buồn rầu, tuyệt vọng, hắn nói, Văn Nghiên sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ? Nét mặt lạnh lùng Văn Nghiên nhìn hắn, anh có thể mượn được phấn thêm lần nữa đúng không, ha ha ha. Sau một hồi hai người đi ra bên ngoài, sau khi cả hai bên đã thương lượng xong, cuối cùng hai người cũng bước vào trong cục dân chính. Từ lúc hai người kéo tay nhau rời đi, Kim Nhân Hanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Nhìn thấy hai người vào, anh ta vô cùng ngạc nhiên hỏi, Thừa Hiền, rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao cậu đột nhiên bị người ta kéo đi? Thừa Hiền tươi cười nói, không có gì, chỉ là vừa bàn xong một vụ kinh doanh, Nhân Hanh tá hỏa, miệng lẩm bẩm, kinh doanh, cậu vốn không đi làm không công mà. Ngọc Thuận lúc này hắn vẫn không chịu từ bỏ, đứng từ phía xa gọi lớn khiến mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, Văn Nghiên, chờ anh, có phải có hiểu lầm gì không, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Ánh mắt Văn Nghiên vô cùng tức giận, cô quát lớn, anh không hiểu tiếng người à, xin hãy cút ra khỏi tầm mắt của tôi, hắn thanh minh, Văn Nghiên em nghe anh nói đã. Nhân Hanh đứng bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi đột nhiên, Nhân Hanh bị Thừa Hiền lột kính đen và khẩu trang che mặt xuống, anh ta vô cùng hốt hoảng. Thừa Hiền nhân cơ hội đó hét lớn để mọi người cùng chú ý, oa, đây không phải là Kim Nhân Hanh, thành viên đến từ nhóm nhạc nam BDS hàng đầu của giới giải trí sao? Nhân Hanh hốt hoảng, miệng lắp bắp, cậu đang làm cái quái gì vậy? Mọi người có mặt, chứng kiến tận mắt thần tượng của mình ngoài đời, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên mà thốt lên đầy sung sướng, Kim Nhân Hanh. Rồi từng âm thanh ồn ào xung quanh, ai nấy đều thi nhau nói, thật sự là Kim Nhân Hanh, xin hãy chụp hình chung với tôi. Những âm thanh hỗn tạp phát ra từ điện thoại, máy ảnh thi nhau vang lên tách tách, có người thì gấp gáp, trời ạ, nhanh gọi điện cho con gái, bảo con bé đến đây ngay, chị em, tôi nhìn thấy Kim Nhân Hanh rồi, nhanh chụp hình, đăng lên Facebook cho bạn bè trầm trồ đi, phải quay video lại, điện thoại của mình đâu. Nhân cơ hội đang hỗn loạn, Thừa Hiền nhanh chóng cầm tay Văn Nghiên kéo đi. Phía bên trong, tên Ngọc Thuận vẫn bám dai như đỉa, hắn nói lớn, đợi chút, Văn Nghiên, Văn Nghiên. Cuối cùng, Thừa Hiền cũng dẫn Văn Nghiên thoát khỏi đám đông rắc rối kia, họ chạy đến trước cửa thang máy. Vừa đúng lúc thang máy mở cửa, hai người vội vã bước vô. Sau khi thang máy đóng cửa, hai người lúc này mới cảm thấy chút yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Rồi Thừa Hiền nhìn cô nói, xem ra anh ta chính là đối tượng kết hôn ban đầu của cô à? Khoanh tay trước ngực, Văn Nghiên đáp lời, một gã cha nam, tôi sẽ thanh toán rõ ràng với hắn ta, hừ. Rồi Thừa Hiền nhân cơ hội trong thang máy, bước sát tới Văn Nghiên, chống tay lên rồi nhìn chằm chằm vào cô. Thừa Hiền hỏi cô không sợ tôi cũng là cha nam sao? Văn Nghiên nhìn lại, cô trả lời với thái độ vô cùng tự tin, ít nhất là dựa vào tài sản và địa vị của thiếu gia thứ 12 Lý gia như anh, không cần phải tính kế với tôi chẳng phải sao? Thừa Hiền đưa tay xuống, đứng thẳng lại rồi nghiêm túc nói với cô, thế nhưng biểu cảm của cô khi nãy, về cơ bản nó không đúng cho lắm, một cô gái bị ép vào tường, chẳng phải là nên vừa ngại vừa cáu giận hay sao? Sao cô lại bình thản, ung dung như vậy chứ, còn không ngọt ngào không dễ thương chút nào. Bỗng tiếng chuông thang máy báo cửa mở, cô bước ra khỏi thang máy, vừa bước đi cô vừa nói, thật ngại quá, thiết kế nhân vật của tôi không phải là cô gái ngọt ngào ngây thơ. Thừa Hiền thấy cô nói vậy, anh nói thêm, cho nên nói, cái này căn bản hoàn toàn không phải bầu không khí để kết hôn rồi. Hai người ra khỏi thang máy, đến phòng VIP của cục dân chính. Văn Nghiên trên tay cầm giấy chứng nhận kết hôn đưa cho Thừa Hiền rồi nói, đã xong, từ bây giờ mình đã là vợ chồng hợp pháp nhé. Thừa Hiền gượng gạo, thái độ giống như không tin vào những gì đang xảy ra, anh nói, dù nhìn thế nào cũng giống như là hợp đồng kinh doanh. Anh mở giấy chứng nhận ra xem thì thốt lên, wow, tấm ảnh này chụp cũng không tệ, trông rất chi là đẹp đôi, cũng rất ra gì và này nọ. Rồi đột nhiên Thừa Hiền dừng lại, anh nhìn cô hỏi, wow, cô lớn hơn tôi 1 tuổi à? Thấy Thừa Hiền nói vậy, Văn Nghiên cũng ngạc nhiên không kém, cô thốt lên, tôi lớn hơn anh đúng 1 tuổi thật nè. Rồi cô nhìn anh, vậy từ giờ anh có thể gọi tôi là chị, hoặc cũng có thể gọi là tiền bối cũng được. Rồi đột nhiên, Thừa Hiền nhây nhây nói lớn, em yêu ơi, nghe câu này, Văn Nghiên bỗng nhiên cau mày, mình có phải đã đưa ra quyết định sai lầm không chứ, như này chẳng phải là anh ta lái máy bay à, hức. Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên, cô nói với người bên kia, này, Hy Trân, bên tôi đã xong rồi, giờ về công ty ngay, cô lập tức giúp tôi một việc. Điều tra về nhà báo đã viết bài, và đưa tin đồn về tôi và Triệu Ngọc Thuận 1 tuần trước, và mối quan hệ của anh ta với chú hai của tôi, cùng với Trịnh Mẫn Trinh. Sau khi gọi điện xong, hai người rời khỏi cục dân chính bằng phía cổng sau, Văn Nghiên quay lại nói với Thừa Hiền, cậu lái xe không, có cần tôi đưa về không? Dứt lời, Thừa Hiền nhìn qua cậu bạn Kim Nhân Hanh đang bị đám phóng viên vây giáp, tôi đi xe của anh chàng đó đến, giờ phải dùng xe của cô rồi, để tôi lái xe cho. Vậy làm phiền cậu rồi, trong đầu Văn Nghiên chợt nghĩ, cậu ta lái xe, cũng để cho mình chút thời gian thoải mái, để mình có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên tên Ngọc Thuận chạy tới như chó nghe pháo, miệng hắn không ngừng la hét, Văn Nghiên, Văn Nghiên, cả hai người cùng ngó đầu quay lại nhìn hắn với nét mặt ái ngại. Thừa Hiền tay đút túi quần, cười đều nói với Văn Nghiên, thật là kiên trì quá, ánh mắt buồn rầu cô đáp, đúng vậy, chỉ tiếc hắn là người xấu thôi. Hắn bước đến trước mặt hai người, cố gắng giải thích, Văn Nghiên, nghe anh nói đã, em chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, trước tiên chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện trước đã. Rồi hắn bắt đầu bi bi bô bô cái mỏ, Văn Nghiên, trước đây em có chuyện gì đều nói với anh, có khó khăn chúng ta cùng đối mặt, cùng giải quyết đúng không? Dứt lời hắn quay sang nhìn Thừa Hiền rồi nói, tên đàn ông này đã nói gì với em vậy, có phải hắn nói gì không tốt với anh không? Nghe thấy hắn nói vậy, Thừa Hiền nhìn hắn rồi tự chỉ vào mặt mình hỏi lại, tên đàn ông này, nói gì không tốt? Thừa Hiền nhìn hắn, nét mặt tươi tắn, anh nói, Cháu trai lớn, sao cháu có thể nói với thập nhị thúc của mình như vậy chứ? Nghe đến đây, hắn tá hỏa lắp bắp, Lý Thừa Hiền. Thừa Hiền nói tiếp, vì dù sao thì cậu cũng là con ngoài giá thú của anh tôi, hơn nữa cậu cũng đã theo họ mẹ cậu rồi, tất nhiên tôi cũng không quan tâm, cậu có gọi tôi là chú hay không? Nói đến đây, Thừa Hiền tự làm động tác gãi gãi đầu rồi nói, tôi thật là rộng lượng và dịu dàng quá. Đúng không hả em yêu của anh? Nghe thấy Lý Thừa Hiền gọi Văn Nghiên như vậy, hắn vội vàng bước tới, giang tay ra như muốn bảo vệ cô, miệng hắn nói, Lý Thừa Hiền, cậu suốt ngày chỉ biết chơi bời, đừng có lợi dụng chiếm đoạt Văn Nghiên. Cậu muốn gì thì cứ nhắm vào tôi sẽ chơi với cậu, nhưng đừng chạm vào người phụ nữ của tôi. Dứt lời, Thừa Hiền phá lên cười, ha ha ha, Triệu Ngọc Thuận, anh buồn cười thật đấy, nhìn cái mặt anh, với 3 phần nhẫn nhịn, 3 phần tức giận, 3 phần kiên cường và 1 phần ấm ức, diễn xuất tốt như thế, không tiến vào giới điện ảnh thì quá phí. Đến đây, Thừa Hiền đưa tay vào trong áo ngực, lấy tờ giấy đăng ký kết hôn ra, xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu lại một chút. Thừa Hiền cầm tờ đăng ký kết hôn giơ lên trước mặt Ngọc Thuận, tôi là Lý Thừa Hiền, là chồng hợp pháp của cô Trịnh Văn Nghiên. Nhìn thấy tờ đăng ký kết hôn, Ngọc Thuận như sét đánh ngang tai, đầu óc tối sầm, hắn lắp bắp, cái gì cơ? Văn Nghiên nhìn hắn nói tiếp, Triệu Ngọc Thuận, tôi không thuộc về ai cả, tôi chỉ thuộc về chính mình mà thôi. Và kể từ giờ phút này, đừng có bám lấy tôi nữa, nhìn thấy anh tôi cảm thấy kinh tởm, anh hiểu chứ? Nói rồi cô cùng Thừa Hiền bước rời đi. Không chịu được ấm ức này, hắn đứng chôn chân tại chỗ, và rồi lấy lại cảm xúc. Hắn quay lưng chạy xịch khói về phía hai người, tay hắn nắm chặt lấy cổ tay Văn Nghiên, hắn nói lớn, Trịnh Văn Nghiên, em à, tại sao em lại phản bội tôi? Dứt lời cũng là lúc tay của Ngọc Thuận bị tay của Thừa Hiền bóp chặt phải thả tay của Văn Nghiên ra. Bằng một động tác, Thừa Hiền túm chặt cánh tay của Ngọc Thuận, anh quay người quật mạnh, khiến Ngọc Thuận bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất trong đau đớn. Khuôn mặt hắn vô cùng bực tức, nhăn nhó vì đau đớn. Thừa Hiền phủi tay nhìn hắn tươi cười nói, cháu cô Trịnh Văn Nghiên đã nói nhiều lần rồi, đừng chạm vào cô ấy, đừng bám lấy cô ấy, cậu không nghe lời người khác nói à? Hay cậu bị điếc rồi? Văn Nghiên vỗ tay tán thưởng, làm không tệ. Thừa Hiền đắc ý, chỉ là học mấy chiêu từ thầy Tây Quân Đô thôi, bình thường mà. Đến đây, vừa vào dưới đất, hắn vừa cố nói, Trịnh Văn Nghiên, cô không sợ chú hai cô đe dọa và ép buộc sao? Chỉ có tôi mới có thể giúp cô được, và tôi muốn nói với cô, tôi yêu cô. Nghe câu yêu từ miệng hắn thốt ra, khiến Văn Nghiên vô cùng khó chịu, cô nói, anh yêu tôi, nhưng tôi không yêu anh nữa, tạm biệt nha. Nhìn hai người bước đi, khuôn mặt Ngọc Thuận biến sắc vì tức giận, hắn nghĩ bụng, mình tốn biết bao nhiêu tâm tư, khó khăn lắm mới khiến cho Trịnh Văn Nghiên trút bỏ cảnh giác với mình, và kéo gần khoảng cách. Vào thời điểm quan trọng, khi chiếc xe chạy bằng năng lượng mới của cô ta chuẩn bị ra mắt, đã hợp tác với ký giả, cố ý thiết kế và đưa tin tức về mặt xấu của cô ta, mới dỗ dành được cô ta tới cục dân chính. Nói rồi hắn đấm mạnh tay xuống đất, trong kế hoạch báo thù Lý gia của mình, quan trọng nhất đó chính là có được Trịnh Văn Nghiên, mượn sức mạnh của cô ta. Đáng ghét, chỉ thiếu có một chút xíu nữa thôi là kế hoạch thành công mỹ mãn rồi, hắn chống tay đứng dậy. Hắn nghĩ tiếp, rốt cuộc là mình đã xảy ra sai sót ở chỗ nào, lẽ nào là em gái Mẫn Trinh đã bán đứng mình sao? Lại nói về Văn Nghiên và Thừa Hiền, sau khi hai người rời khỏi cục dân chính, họ lên chiếc xe màu hồng của Văn Nghiên đã đợi sẵn từ trước. Tâm trạng của Thừa Hiền có chút hưng phấn vui vẻ, vừa lái xe anh vừa lắc lư theo tiếng nhạc du dương. Văn Nghiên bất động ngồi bên cạnh ghế lái, cô im lặng không nói gì. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn, những hình ảnh, suy nghĩ từ ký ức kiếp trước cứ liên tiếp hiện về trong cô, rồi cô thắc mắc, đó là sự thật ư, là mình đã trọng sinh rồi sao, hay là đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, là mình sợ hãi và bất an, do kết hôn với Triệu Ngọc Thuận mà sinh ra biểu hiện này sao? Đến đây cô tự trấn an, được rồi, đừng lo lắng nữa, chỉ cần điều tra xem, ký giả đó có phải là bị Triệu Ngọc Thuận và chú hai mua chuộc rồi hay không? Xác định xem Triệu Ngọc Thuận và Trịnh Mẫn Trinh rốt cuộc là có gian tình hay không, mình sẽ biết ngay là mình rốt cuộc là trọng sinh thêm lẫn nữa, hay là cơn ác mộng do quá đa nghi. Rồi cô nhìn vào trong túi xách, tờ giấy đăng ký kết hôn với Lý Thừa Hiền, nhưng mà, vì để thoát khỏi Triệu Ngọc Thuận, cứ như vậy mà đi lĩnh đăng ký kết hôn với Lý Thừa Hiền, có phải là có chút nông nổi rồi không? Cô quay sang nhìn Lý Thừa Hiền, nhưng cũng không sao, Lý Thừa Hiền ngoài việc có Lý gia chống lưng, thì chỉ là một tên công tử chỉ biết ăn uống vui chơi, chẳng có chút quyền lực gì, có lẽ là rất dễ kiểm soát. Nếu như có xích mích với nhau, mình tự tin là có thể rút lui một cách an toàn. Thấy Văn Nghiên nhìn chằm chằm vào mình, bất chợt Lý Thừa Hiền nói với cô, Trịnh Văn Nghiên, em nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm rằng, em thật sự thích tôi đó nha. Cô vui vẻ đáp lời, tuy rằng, vẫn chưa nói được có thích hay không, nhưng ít nhất là không có phản cảm, nếu không thì cũng sẽ không kêu anh cứu rồi. Thừa Hiền đáp lời, bình thường, trong những trường hợp này, phản ứng của con gái, hoặc là sẽ quay đầu sang một bên, rồi nói một cách kiêu ngạo, tôi còn lâu mới thích anh, hoặc là sẽ ngại ngùng nói một đằng. Nghĩ một nẻo mà trả lời, anh ăn nói xà lơ. Đôi mắt Văn Nghiên nhìn hướng về phía trước, tôi đã từng nói với anh rồi mà, tôi không phải là kiều nữ, tính ngọt ngào, đáng yêu, ngây thơ. Đi một hồi cuối cùng Thừa Hiền cũng đã lái xe đến công ty của Văn Nghiên, chiếc xe dừng lại. Văn Nghiên nói với anh, xe thì anh cứ dùng trước đi, đợi đến khi có thời gian, trợ lý của tôi sẽ liên hệ với anh rồi lái xe về đây. Thừa Hiền vui vẻ vẫy tay, cảm ơn nha. Văn Nghiên bước xuống xe, bỗng như nhớ ra điều gì đó, Thừa Hiền nói với Theo, à đúng rồi, hai chúng ta đã kết hôn rồi, có phải là phải ở chung rồi không nhỉ? Sau này, sống ở chỗ em hay chỗ anh? Nghe đến đây, bỗng nhiên Văn Nghiên đứng hình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hơi cúi xuống nhìn vào bên trong xe rồi nói, Lý Thừa Hiền tiên sinh, trình độ cô gái của anh thật chẳng ra gì cả đó, xem ra, bình thường đều là các chị gái dụ dỗ anh chơi hả? Dứt lời, cô quay lưng bước đi, bỏ lại Thừa Hiền trong xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Rồi anh lẩm bẩm, thật sao, không lẽ mình thật sự tệ như vậy à? Cô hiên ngang bước vào công ty, nhân viên nhìn thấy cô ai nấy đều cúi đầu chào. Giám đốc Trịnh. Cô bước đến cửa thang máy, đang bấm, bên này có một chàng trai và một cô gái bàn tán. Nghe nói hôm nay giám đốc Trịnh đi lĩnh đăng ký kết hôn rồi à? Có lẽ là bởi vì tin tức giật gân tuần trước nhỉ, hình như đối phương là con riêng của Lý gia thì phải, nếu gả cho giám đốc Trịnh thì có thể bớt 50 năm phấn đấu nhỉ. Cửa thang máy vừa đóng lại cũng là lúc hai người kia nói mạnh hơn, quần què, nếu như thật sự gả cho giám đốc Triệu thì không cần phải phấn đấu nữa rồi, trực tiếp có một người chồng chuẩn mực của gia đình, không sướng sao? Thang máy vừa dừng lại, tiếng mở cửa vang lên, Văn Nghiên bước ra khỏi thang máy, cô vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi mọi người đang đứng bắn pháo giấy chúc mừng cho cô. Chúc mừng sếp, cuối cùng cũng gả được bản thân đi rồi. Cô nhân viên Hy Trân, tay cầm chiếc bì thư màu đỏ tiến đến trước mặt Văn Nghiên, chúc mừng sếp, đây là tiền mừng của em và Hiền Trân. Văn Nghiên cười vui vẻ, cảm ơn nha, rồi cô nghĩ bụng, hai người bọn họ là trợ lý trung thành nhất của mình, An Hiền Trân và An Hy Trân. Văn Nghiên chỉ tay yêu vào trán Hiền Trân và nói, cô phụ trách dọn dẹp cho sạch sẽ. Vâng, em làm bẩn thì em sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không làm phiền đến các dì dọn dẹp vệ sinh đâu ạ. Dứt lời, Văn Nghiên bước lại bàn làm việc, được rồi, vấn đề này kết thúc ở đây đi. Rồi cô quay sang nhắc, Hy Trân, vừa rồi tôi có gọi điện bảo cô điều tra việc đó, đã có tiến triển gì chưa? Hy Trân đáp lời, bên phía ngân hàng đã cung cấp thông tin, nửa tháng trước có một khoản tiền rất lớn, được chuyển vào tài khoản của phóng viên Khương, nhưng đó là do anh ta đến tại quầy, dùng tiền mặt để chuyển vào tài khoản, ngân hàng không có cách nào truy tìm được nguồn gốc của số tiền mặt đó. Đi điều tra địa chỉ của phóng viên Khương đó, và lấy thông tin của camera giám sát giao thông, nhất định phải tìm được manh mối, hắn ta đã liên lạc với kẻ nào? Vâng thưa sếp. Đến đây Hy Trân thắc mắc, sếp ơi, cô nghi ngờ phóng viên Khương là Trịnh Tuấn Nhiên, cũng là chú hai của chị sắp xếp sao? Bỗng nhiên chiếc máy tính bảng trên bàn có thông báo, Văn Nghiên đưa tay cầm lấy lên xem. Vừa xem cô vừa nói, không phải hoài nghi, mà gần như chắc chắn, nhưng phải tìm ra chứng cứ trước đã. Cô xem lại tin tức trên chiếc máy tính bảng của mình, nhìn những hình ảnh được chụp lén tung tên mạng, cô vô cùng tức tối, dám tính kế hãm hại tôi sẽ từ từ chơi với các người. Đến đây, cô lấy trong túi xách tờ giấy đăng ký kết hôn ra. Rồi cô đưa cho Hy Trân, đem cái này bỏ vào tủ khóa lại cho tôi. Nhân tiện, hãy gửi bản sao báo cáo công chứng tài sản cá nhân và khám sức khỏe mà tôi vừa cập nhật tuần trước cho Lý Thừa Hiền. Hy Trân ngạc nhiên, Lý Thừa Hiền. Hy Trân nói tiếp, Lý Thừa Hiền, vị thiếu gia thứ 12 của tập đoàn Hoa Tinh á hả? Đúng lúc tủ Hy Trân mở phát ra thông báo, tủ A4 đã mở, người sử dụng, An Hy Trân. Văn Nghiên nói thêm, à, đúng rồi, còn nữa. Lý Thừa Hiền lái xe của tôi đi rồi, cô liên hệ với anh ta, sắp xếp tài xế đi lái xe về đây cho tôi. Hy Trân cầm tờ giấy đăng ký kết hôn lên thắc mắc, không lẽ, đúng lúc này, Văn Nghiên quay sang nói với Hy Trân, nếu thắc mắc, hãy mở ra xem đi. Hiền Trân đứng ngoài nãy giờ, nghe thấy sếp nói vậy thì xúm lại, em cũng muốn xem. Vừa mở ra xem thì hai người tròn xoay mắt, miệng chữ O mắt chữ A, lắp bắp, cái gì, sếp thế mà kết hôn với Lý Thừa Hiền rồi á? Hy Trân thắc mắc, liền lên Google Search để tìm kiếm thông tin, Hy Trân chăm chú lướt em nhớ vị này đã được đưa vào, tổng hợp nam thanh niên độ tuổi phù hợp kết hôn, mà em biên soạn cho sếp mà. Anh ta ở mục cuối, đánh giá thấp nhất, không sai. Xem ra Triệu Ngọc Thuận tiên sinh đã xuất hiện, có điều gì đó không ổn, cho nên sếp mới sắp xếp em đi điều tra hắn, không sai. Hai người bây giờ chỉ cần biết, Triệu Ngọc Thuận, một lòng muốn tôi chết, và tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn là được rồi. Còn về chứng cứ, các cô đều sẽ điều tra được, sẽ nhìn thấy được. Vâng thưa sếp. Hy Trân nói tiếp, vậy sếp ơi, chị vẫn ổn chưa ạ? Có cần phải sắp xếp hoạt động giải trí gì đó để xả stress không ạ? Hay là chúng ta lập tức chuyển sang chế độ báo thù ạ? Văn Nghiên ngồi xuống ghế. Bình thản nói, bây giờ là hắn ta lo lắng hơn tôi, hắn hành động càng nhiều, sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, tôi sẽ càng dễ dàng tập hợp chứng cứ, áp dụng thủ đoạn, đánh trả một cách quang minh chính đại. Còn về Lý Thừa Hiền, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, tất cả vẫn đang nằm trong kế hoạch của tôi, được rồi, đi làm theo những gì tôi nói đi, Hy Trân và Hiền Trân đáp, vâng, thưa sếp. Chuyển cảnh đến nhà của em gái họ của Văn Nghiên, Trịnh Mẫn Trinh, hôm nay, sau khi tất cả những kế hoạch của hắn sắp xếp đều đã tan thành mây khói, vẻ mặt thẫn thờ, hắn bước vào nhà. Mẫn Trinh đon đả nói, anh Ngọc Thuận, anh về rồi à, anh Vũ Thuận. Dứt lời ả ta chạy đến ôm chầm lấy hắn miệng thủ thỉ, anh Ngọc Thuận, em biết ngay, anh sẽ không quên em mà. Ánh mắt lạnh lùng, hắn đẩy ả ta ra, giọng nghiêm túc, Mẫn Trinh, có phải cô đã phản bội tôi không? Mẫn Trinh thấy vậy thì ngơ ngác, anh Ngọc Thuận, anh đang nói gì vậy chứ? Sao em có thể phản bội anh được? Anh Ngọc Thuận, em vì để ủng hộ anh, đã đi hoàn thành lý tưởng của anh, đến tư cách để em và anh quang minh chính đại ở bên nhau, cũng đã tự tay hủy đi rồi. Rồi Mẫn Trinh nói tiếp, người phụ nữ nào lại cam tâm tình nguyện, để người đàn ông mình yêu ở bên người phụ nữ khác chứ, nhưng em yêu anh, ủng hộ anh, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, sao lại phản bội anh được chứ? Bây giờ, anh cuối cùng cũng kết hôn với chị họ em rồi, khoảng cách đến mục tiêu lại gần hơn một bước nữa, giờ anh lại muốn đổ oan cho em, muốn đạp em ra sao? Như đã hiểu được điều gì đó, ánh mắt Ngọc Thuận đăm chiêu, bởi hắn nghĩ, bây giờ Văn Nghiên đã không còn là vợ của hắn nữa, hắn đành phải giữ Mẫn Trinh lại bên mình để giải khuây thôi. Dứt dòng suy nghĩ, hắn ôm Mẫn Trinh vào trong lòng rồi an ủi, Mẫn Trinh, xin lỗi em, anh không nên nói những lời như vậy với em. Mẫn Trinh xúc động rớt nước mắt, anh Ngọc Thuận, anh hoài nghi cả thế giới, nhưng cũng không nên hoài nghi sự thật lòng em đối với anh chứ. Anh Ngọc Thuận, phải hôn em một cái mới dỗ được em đó nha. Dứt lời, hắn tháo khẩu trang đang đeo xuống, nhìn khuôn mặt của hắn bị Văn Nghiên tát đang còn sưng tấy. Khi hắn bước đến, ả vội vàng đẩy ra, miệng ả thất thanh, á, mặt của anh. Đến đây, ả bình tĩnh trở lại, rồi Ngọc Thuận nói với ả, sao vậy, em ghét bỏ anh à? Ả tỏ vẻ xót thương trả lời, không, không có, sao có thể chứ, em chỉ là cảm thấy xót anh Ngọc Thuận thôi. Anh Ngọc Thuận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngồi xuống ghế, hắn bình tĩnh kể, vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, đang đi theo đúng kế hoạch, nhưng trước khi đi lĩnh đăng ký kết hôn, Trịnh Văn Nghiên lại đột nhiên nuốt lời, sỉ nhục anh thậm tệ mấy lần, cũng không nói là vì sao, cũng không cho anh cơ hội giải thích. Ánh mắt âm mưu, Mẫn Trinh an ủi, anh Ngọc Thuận, anh đừng vội, để em sai tai mắt đi điều tra thử, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Rồi hắn nói tiếp, sao có thể không vội được chứ, cô ấy đã kết hôn với người khác luôn rồi. Nghe đến đây, Mẫn Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên, hốt hoảng, miệng ả lắp bắp, cái gì cơ, chị ta đã kết hôn luôn rồi, nhưng mà chị ta kết hôn với ai chứ? Ánh mắt tức giận, hắn nói, nếu như là người khác thì cũng thôi đi, không ngờ người mà cô ta kết hôn lại chính là tên Lý Thừa Hiền mới ác chứ. Nghe đến cái tên này, Mẫn Trinh cũng không khỏi ngạc nhiên, Lý Thừa Hiền, đó chẳng phải là chú của anh sao? Bởi vậy mới nói, thật sự tức không chịu nổi, sao có thể xảy ra chuyện động trời như vậy được cơ chứ? Mẫn Trinh đưa tay, vuốt nhẹ chỗ đau của hắn rồi nói, dù cho chị ta kết hôn với người khác rồi cũng không sao, chỉ cần khiến cho chị ta biết là chị ta đã hiểu lầm anh, chị ta sẽ lại như trước mà đối xử tốt với anh thôi. Mẫn Trinh lúc này lấy ra bộ dụng cụ y tế để rửa vết thương cho hắn, miệng ả bi bi bô bô, người chị họ này của em, không dễ chấp nhận người khác, nhưng nếu đã chấp nhận rồi, chính là toàn tâm toàn ý, xem đối phương là người của mình. Nếu chị ta biết rằng bản thân đã hiểu lầm anh, đã làm anh bị thương, thì sẽ bồi thường cho anh gấp bội, giúp anh hoàn thành mục tiêu của mình. Anh Ngọc Thuận, anh thậm chí còn có thể lợi dụng mối quan hệ của chị ta với Lý Thừa Hiền đến thăm dò động thái của Hoa Tinh cấp cao nữa, có đúng không? Đôi mắt hắn rực sáng, đúng nhỉ, em nói không sai, Trịnh Văn Nghiên làm ầm một trận lớn như vậy, có lợi cho anh. Đến đây, Ngọc Thuận theo bản năng đàn ông, hắn đặt lên môi của Mẫn Trinh một nụ hôn. Rồi bàn tay hắn bắt đầu lần mò, hơi thở ngắt quãng, thều thào, Mẫn Trinh, biết đây không phải lúc làm chuyện ấy, nên Mẫn Trinh đẩy hắn ra, lấy lại bình tĩnh, cô ta đổi chủ đề, anh Ngọc Thuận, vẫn nên nghĩ thử. Làm sao để xoay chuyển trái tim của chị họ em đi, đợi anh thành công rồi, chúng ta sẽ có cơ hội để quấn lấy nhau. Ngọc Thuận nhìn ả ta, rồi véo nhẹ má, tiểu yêu tinh, đợi anh xử xong Trịnh Văn Nghiên, lúc đó anh sẽ ăn mừng cùng với em. Dứt lời hắn đứng lên, chỉnh lại áo rồi ra về, tai mắt đó có tin tức gì thì hãy nói cho anh biết, anh phải theo sở thích của Trịnh Văn Nghiên, sắp xếp cho cô ta một bất ngờ, để giải quyết hiểu lầm này, ả ta động viên, anh Ngọc Thuận cố lên, anh nhất định sẽ thành công. Sau khi hắn bước đi, tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Mẫn Trinh thay đổi ngay thái độ. Nét mặt có cảm giác ghê tởm. Ả ta vội vàng rút một tờ giấy lau trong hộp, đưa lên miệng lau lau rồi nói, thật là ghê tởm, mặt đã sưng thành như vậy rồi, còn muốn thân mật với mình. Bị bay tay dơ giấy, bẩn thỉu, ghê tởm đó chạm phải rồi, mình phải nhanh chóng đi tắm thôi. Dứt lời ả đưa tay kéo khóa áo cởi bộ đồ đang mặc ra, ném không thương tiếc vào thùng rác, bộ váy này cũng không thể giữ lại nữa. Sau khi đã tắm xong, ả thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ tắm vô cùng khiêu gợi. Rồi Mẫn Trinh bước đến bên bàn, cầm chiếc điện thoại lên, miệng lẩm bẩm, phế vật Triệu Ngọc Thuận đó, tốt nhất là có thể dỗ được Trịnh Văn Nghiên, đừng có làm phụ lòng sự đầu tư và sự kỳ vọng mà mình và bố đối với hắn. Mở điện thoại ra và gọi, alo, đi điều tra thử, Trịnh Văn Nghiên gần đây đã đi đâu, đã gặp những ai, có thông tin mau chóng báo lại cho tôi. Tôi đương nhiên là biết, trước kia cô đều đã báo cáo rồi, nhưng bây giờ muốn điều tra chi tiết hơn một chút, được rồi, tôi cúp máy đây. Lúc này trong đầu Mẫn Trinh nghĩ, không phải là Trịnh Văn Nghiên kia đã thật sự thay lòng đổi dạ rồi chứ, không còn thích Triệu Ngọc Thuận sao, nhưng làm sao có thể có chuyện đó chứ. Chuyển cảnh đến công ty của Văn Nghiên. Lúc này, trợ lý của Văn Nghiên là Hy Trân và Hiền Trân đã điều tra ra, kẻ đứng sau những tin đồn, trên tay của Văn Nghiên là bức hình chụp chung, chú hai của cô Trịnh Tuấn Nhiên với tên phóng viên đó. Sau khi xem xong, Văn Nghiên nói với Hy Trân, tôi biết rồi, vất vả rồi, cô tan ca đi, vâng, thưa sếp. Còn lại một mình trong phòng làm việc, Văn Nghiên nghĩ bụng, quả nhiên, không phải là ác mộng đơn thuần. Lần này, mình nhất định sẽ không để Triệu Ngọc Thuận và Trịnh Tuấn Nhiên, bằng mọi giá cũng không thể để đám người đó có thể đạt được mong muốn. Mà chuyện này có gì đó sai sai thì phải, nếu nói như vậy thì điều này cũng có nghĩa là, Lý Thừa Hiền, 1 năm sau, quả thật sẽ chết ngoài ý muốn, mình đến lúc đó, có cần phải cứu anh ta một lần hay không đây? Cũng chính buổi tối hôm đó, lúc này vào khoảng 20:30, tài xế chở cô về nhà bố mẹ đẻ của cô. Bởi vì cô đã trọng sinh trở lại, tại thời điểm này, bố mẹ cô vẫn còn sống, họ vẫn còn khỏe mạnh, họ vẫn chưa bị Triệu Ngọc Thuận và bọn họ hại chết. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, hiểu lầm, thậm chí cả những cuộc chiến sinh tử, thế nhưng cuối cùng, họ vẫn đến với nhau. Thật như một cặp nam nữ chính trong tiểu thuyết, bá tổng dài hàng triệu chữ. Sau một hồi di chuyển, cuối cùng tài xế cũng đã chở cô về đến nhà. Dừng trước cổng, cô bước xuống xe, tài xế căn dặn, bảo trọng nhé giám đốc Trịnh, cổng điện đã mở rồi. Văn Nghiên nói, được, anh đợi tôi ở đây. Trong đầu cô tiếp tục có những suy nghĩ, thế nhưng, kết cục của kịch bản bá tổng, thường là nữ chính sinh nhiều đứa con đáng yêu, phải không, nhưng thực tế, vì bố thương mẹ, chỉ để ứng phó với gia tộc mà sinh ra tôi. Cô vừa bước vào cửa, thì mẹ của cô vui mừng bước tới, Văn Nghiên, con về rồi sao? Cô vui mừng, đôi mắt rưng rưng rớm lệ, miệng cô thốt không nên lời, mẹ. Bỗng chiếc túi sách cô đang đeo trên vai rớt xuống đất, cô vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy mẹ của mình mà mếu máo, con xin lỗi, con nhớ mẹ quá. Mẹ cô đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, bà an ủi, bé con của mẹ cũng nhớ con lắm. Con đã chịu ấm ức sao? Tại sao lại phải xin lỗi? Cô nghĩ bụng, vì ở kiếp trước, con không tốt với mẹ chút nào cả. Thấy Văn Nghiên ôm chặt không rời, bà vỗ về an ủi, bé con, nhớ mẹ không có gì sai, không cần phải xin lỗi, thật ra, bố con nghiêm khắc với con quá, mẹ sẽ đi nói ông ấy ngay. Dứt lời, bà nắm chặt tay của cô, hơi ấm lan tỏa từ bàn tay của mẹ, cô dần dần bình tĩnh hơn. Vừa đi, hai người vui vẻ nói với nhau, mẹ đã lên giường đi ngủ rồi. Nghe bà quản gia nói con về, nên vội chạy ra đây, còn chưa kịp thay đồ nữa, hì hì, Văn Nghiên vui vẻ đáp, mẹ không cần phải thay đồ, mẹ mặc như vậy là rất đẹp rồi. Đôi mắt tròn xoe vì những lời cô nói, bà ngạc nhiên thắc mắc, hả, chẳng phải con luôn chê mẹ ăn mặc lôi thôi lếch thích sao? Văn Nghiên nhớ lại, do kiếp trước mình đã đối xử không tốt với bà, nên được gặp lại mẹ mình lúc này, đối với cô mà nói vô cùng quý giá, rồi cô tươi cười nói, mẹ nên mặc theo ý mình, làm những gì mà bản thân mình thích. Thấy cô nói vậy, bà vui vẻ, cảm ơn con. Văn Nghiên được mẹ dẫn vào, cô ngồi xuống ghế, bà vui vẻ nói với cô, chả mấy khi con về nhà, mẹ sẽ tự tay nấu mì cho con ăn, con đợi mẹ nhé. Nhìn dáng vẻ tất bật của bà, Văn Nghiên cảm thấy thương bà nhiều hơn, bản thân cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều. Cô nghĩ, trước đây, con rất ghét mẹ, nghĩ mẹ là người không biết tự lập, giống như thú cưng bị bố nuôi, nhốt bên cạnh. Nhưng giờ con đã hiểu ra, với mẹ, được đắm chìm trong tình yêu thương, sự chăm sóc mãi mãi, mới là điều hạnh phúc nhất. Còn đối với con bây giờ, chỉ cần mẹ hạnh phúc, vui vẻ, sống tốt, với con thế là quá đủ rồi. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, bỗng cô bị đánh thức bởi giọng nói của bố cô, Văn Nghiên, sao đêm khuya rồi mà con còn đến, còn để mẹ vất vả vào bếp nấu đồ ăn cho con nữa. Cô quay lại nói, bố, đây cũng là nhà con mà, hơn nữa, mẹ nấu ăn cho con gái thì có gì sai ạ. Thấy vậy, ông nói, mẹ con nấu chỉ để bố ăn thôi, để bố kêu đầu bếp làm thêm một phần cho con. Cô há hốc mồm ngạc nhiên, bố thật sự có sự chiếm hữu gần như tuyệt đối với mẹ. Vài phút sau, bà cũng đã nấu xong bát mì và một bát trứng. Bà bê ra bàn ăn, bố vô vội vàng đưa tô mì lại và ăn. Bà vô cùng ngạc nhiên mà nói với ông, ủa, đây là món em làm cho con gái, sao anh lại ăn của con, chẳng phải anh đã ăn tối rồi sao? Văn Nghiên cầm tô còn lại và ăn, rồi cô thầm nghĩ, thật lòng mà nói, mối quan hệ và cách họ sống, chỉ có họ mới phù hợp, chứ mình thì không thể chịu nổi. Dứt lời, bà đặt lên má bố cô một nụ hôn, miệng bà vui vẻ, thôi, miễn sao anh vui vẻ là được rồi. Trong thâm tâm mình, khi chứng kiến cảnh bố mẹ cô thân mật như vậy, cô chỉ biết tôn trọng chúc phúc, chúc cho hai người bách niên giai lão, sống bên nhau mãi mãi. Ăn xong, ông lau miệng rồi nói với bà, đêm đã khuya rồi, mẹ nó nên đi ngủ. Bà quay sang nhìn ông rồi nói, nhưng em còn chưa nói chuyện với con gái mà, ông ôn tồn, nghe lời anh, ngoan nào. Đột nhiên, Văn Nghiên nhìn bố mẹ mình và nói, a hèn, tối nay con ở lại đây được không, cho con ngủ cùng mẹ. Thấy vợ mình sắp bị cướp đi, ông nhanh miệng nói, quay về nhà của con đi. Mẹ cô nhìn ông, đấm nhẹ lên vai ông rồi nũng nịu, chồng. Rồi bà nói tiếp, bố nó quá nghiêm khắc với con rồi, bảo sao, con vừa về là ôm mẹ khóc. Ông hốt hoảng, gì cơ? Rồi ông quay qua nói với người hầu, người đâu, mau đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Còn con, đến thư phòng của bố. Hai bố con bước vào trong thư phòng, ông mở lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con không xử lý được mấy tin đồn thất thiệt đó sao? Cô nhìn thẳng vào ông và nói, bố có tin con không? Ông đáp lời, con là do bố mẹ sinh ra, cũng do chính tay bố nuôi dạy. Và con cũng là đứa con duy nhất của bố, tất nhiên bố tin con rồi. Cô nói tiếp, mặc dù chứng cứ chưa đủ, nhưng người đứng sau chuyện này, chính là chú hai và Triệu Ngọc Thuận muốn hại chết con. Ông ngạc nhiên hỏi lại, gì cơ, con nói cái gì, chuyện này là thật sao? Đôi mắt đăm chiêu, lo lắng, dường như ông đang nghĩ cách để bảo vệ con gái của mình. Sau một hồi im lặng, ông mở lời, chuyện này con không cần lo, bố sẽ xử lý. Vừa nói ông vừa lấy điện thoại ra, nhưng Văn Nghiên nhanh tay giữ lại, không, bố, con muốn tự mình xử lý. Dứt lời, cô kéo ông ngồi xuống ghế, cô lấy lại bình tĩnh nhìn ông. Cô nói, bố, chẳng phải bố nghĩ rằng Triệu Ngọc Thuận rất đáng chết sao, nhưng chú hai là anh ruột của bố, vì bây giờ con không sao, cũng không có chứng cứ, dù thế nào bố cũng sẽ rất khó xử lý ông ấy, cùng lắm là ám chỉ vài ba câu, cảnh cáo một chút, đúng không? Ánh mắt nghiêm túc, có lẽ vô cùng khó xử, rồi ông nói, tiếp tục đi. Văn Nghiên nói tiếp, bảo lưu với Triệu Ngọc Thuận, chết là quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, con muốn hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Còn chú hai, vì tình nghĩa với ông nội, tạm thời, con sẽ không chủ động làm hại đến tính mạng của ông ấy, nhưng cái giá phải trả, sẽ rất đau đớn, ông ấy phải chịu đựng điều này. Nét mặt ông lúc này tươi tỉnh, rất tốt, không hổ là con gái của bố. Đến đây, ông đứng dậy khỏi ghế, ông nói thêm, Văn Nghiên, con hãy làm đi, con gái của bố tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi được. Nếu đến lúc nguy cấp, không cần lo lắng cho ông nội, con hiểu ý bố chứ? Đôi mắt Văn Nghiên ngơ ngác nhìn ông, cô hiểu được tâm sự của ông khi ông nói ra những lời này, từ trong sâu thẳm trái tim chắc ông cũng trăn trở lắm. Cô nhẹ nhàng đáp, cảm ơn bố, con hiểu rồi ạ. Trong lòng Văn Nghiên thầm nghĩ, đúng vậy, mặc dù cách thức khác nhau, nhưng bố cũng yêu con theo cách đó. Và con sẽ không để mọi người chết một lần nữa. Đêm khuya hôm đó, lái xe chở cô về nhà, khi xe vừa dừng trước cổng, tài xế cùng cô bước vào trong nhà, ông bỗng phát hiện ra phía trước mặt có một bó hoa. Ông dừng lại nói, giám đốc Trịnh, ở đây có một bó hoa. Ông ôm bó hoa lên và nói tiếp, bên trong bó hoa này còn có một tấm thiệp nữa. Văn Nghiên cầm tấm thiệp, cô mở ra xem, từng dòng chữ hiện ra trước mắt cô, bó hoa và tấm thiệp này do Ngọc Thuận viết, nội dung thì vô cùng ướt át, Văn Nghiên yêu dấu. Bất luận là thế nào, khiến em tức giận chính là lỗi của anh, xin lỗi em, xin em hãy bảo trọng sức khỏe, đợi tâm trạng của em tốt lên chút, thì hãy liên hệ cho anh yêu em, Ngọc Thuận. Ánh mắt khinh bỉ, cô lẩm bẩm, ép dạ cầu toàn, nhún nhường chịu đựng, chăm sóc chu đáo, thật khiến người ta cảm động. Dứt lời cô quay lưng bước đi, bỏ lại tài xế với bó hoa trên tay đứng nhìn thò bóng lưng cô nói thêm, 10 giờ trưa mai đến đón tôi, tài xế đáp lời, vâng, thưa giám đốc Trịnh, ấy, nhưng mà bó hoa này, cô khẽ ngoáy đầu lại, buông một câu, tặng cho ông đấy. Cầm bó hoa to đùng trên tay, ông vui vẻ, vâng, cảm ơn giám đốc Trịnh. Còn tấm thiệp với hình trái tim đỏ chót, cô đã cho nó thêm cặp cánh và bay vào thùng rác. Ngồi thả mình trên ghế sofa, cô nghĩ bụng, nếu như ở kiếp trước, mình chắc chắn sẽ bị lòng chân thành của hắn, làm cho lay động và tha thứ cho hắn. Thực ra, lợi dụng thì lợi dụng, cũng không có gì to tát cả, mối quan hệ giữa người và người, bản chất chính là lợi dụng lẫn nhau, vì cơm áo gạo tiền, nhu cầu tình cảm và các hoạt động xã hội khác đều được duy trì. Dựa vào sự lợi dụng tốt đẹp lẫn nhau, giữa người với người và tình cảm. Nhưng hắn không nên hại đến mình, và sinh mạng của người nhà mình. Còn có cả đứa con chưa được ra đời của mình và hắn, thế mà cũng bị hắn hại chết, tên súc sinh này. Đúng như chỉ thị, đúng 10 giờ trưa ngày hôm sau, tài xế đã có mặt để đón cô nói với tài xế, đi nhà hàng Lesden, tôi đi ăn brunch trước. Tài xế khẽ cúi người đáp, vâng, thưa giám đốc Trịnh. Ngồi trên xe, cô im lặng, chỉ thấy cô cầm cây bút trên tay, rồi ghi chép gì đó. Thấy vậy, tài xế lén lút mở điện thoại ra, gửi tin nhắn đi cho một người nào đó. Chiếc xe vẫn bình thản bon chạy trên đường. Vào đến nhà hàng, cô gọi món ăn lên, cô chậm rãi thưởng thức món ăn. Bỗng từ đâu đó, tiếng gọi tên cô vang lên, cô ngước đầu nhìn, đập vào mắt cô là một bó hoa rất đẹp. Người tặng hoa cho cô không ai khác chính là Ngọc Thuận, có lẽ tài xế đã báo cho hắn biết địa điểm nên hắn mới có mặt ở đây. Thấy cô hắn nói, Văn Nghiên, trùng hợp vậy, anh cũng đúng lúc muốn đi tặng hoa cho em, liền gặp được em rồi. Cô không thèm để ý đến hắn, đưa miếng đồ ăn lên và thưởng thức, miệng nói với giọng chế giễu, vậy sao, tôi không biết nhà hàng này còn có bán hoa nữa đó. Đặt bó hoa xuống bàn, kéo ghế ra rồi hắn gấp gáp hỏi, Văn Nghiên, hôm nay tâm trạng của em thế nào rồi? Hắn đang định đặt mông xuống ghế thì Văn Nghiên nghiêm giọng nói, dừng, tôi bảo anh ngồi rồi à? Thấy cảnh này, mọi người có mặt trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, xì xào bàn tán. Đến đây, cô với tờ khăn đưa lên lau miệng rồi nói với hắn, thôi vậy, anh ngồi đi. Cứ tưởng là cô đã cảm động vì bó hoa hắn tặng, nên hắn nói tiếp, Văn Nghiên, anh biết em vẫn còn. Vừa nói đến đây, Văn Nghiên bỗng cắt lời, đứng dậy khỏi ghế, tôi ăn xong rồi, đi trước đây, anh ăn thong thả nhé. Lúc này, ánh mắt của hắn vô cùng bực tức, nhưng hắn không thể làm gì được. Ấm ức, hắn nói lớn, Văn Nghiên, đừng vậy mà, cho anh cơ hội nói chuyện với em có được không? Bỗng nhiên một bàn tay đặt vòng qua eo cô rồi nói chuyện sao? Cô đứng hình trong giây lát. Rồi cô chợt nhận ra đó chính là Thừa Hiền, người chồng hợp đồng của mình đã có mặt. Anh bước tới nhìn thẳng vào mặt Ngọc Thuận rồi nói, cháu trai à, nếu như cháu có chuyện nói chuyện với vợ của chú, có thể liên lạc với trợ lý của cô ấy trước, để hẹn thời gian, được chứ? Hai người đá mắt ra hiệu cho nhau, rồi bắt đầu diễn, em yêu à, bị làm phiền vô lễ như vậy, có phải là không ngon miệng không, anh dẫn em đi đến nơi khác ăn nha. Không sao, em vốn cũng không đói cho lắm, anh đưa em về công ty đi. Ngọc Thuận nhìn hai người bọn họ thì ánh mắt vô cùng tức giận, Hắn gằn giọng, Lý Thừa Hiền, bất luận là tình cảm hay là nói chuyện, cũng phải chú ý thứ tự đến trước đến sau chứ. Thừa Hiền tươi cười, chúng tôi đương nhiên là chú ý rồi, nếu là chúng tôi đến trước vậy chúng tôi đi trước, dù sao cậu cũng đến sau cậu ở lại đi. Dứt lời Thừa Hiền quay sang gọi người phục vụ, server, hãy qua đây dọn bàn này đi, không thể để người khác ăn được đồ ăn thừa của vợ tôi được. Văn Nghiên nghĩ bụng, Lý Thừa Hiền, anh ta đúng là chuyên gia chơi khăm, Triệu Ngọc Thuận không chiếm được tí lợi ích nào rồi. Ánh mắt hằn học tức tối của Triệu Ngọc Thuận, cùng lúc này, Thừa Hiền dẫn Văn Nghiên quay lưng bước đi, Ngọc Thuận hét lớn, Văn Nghiên, em và người đàn ông này căn bản không hề có tình cảm, tại sao phải lợi dụng hắn để làm tổn thương anh chứ? Nghe thấy vậy Thừa Hiền quay lại nhìn hắn rồi nói, ê, cậu, là có ý gì chứ? Nhìn thấy Thừa Hiền khoác tay lên eo của Văn Nghiên, Ngọc Thuận vô cùng cay cú, chú đến cơ thể của Văn Nghiên cũng không dám chạm, hai người hoàn toàn đang diễn trước mặt tôi, đúng chứ? Trước đây hai người căn bản chưa từng tiếp xúc, hôm qua, chú là bị Văn Nghiên nhất thời kéo đi kết hôn thôi. Hai người căn bản không có tình cảm. Văn Nghiên lúc này nhìn Thừa Hiền rồi thì thầm nói nhỏ, tuy rằng tôi rất cảm ơn sự ga lăng của anh, nhưng nếu đã muốn diễn vậy, thì tôi không muốn lộ ra sơ hở đâu. Thừa Hiền đá mắt nhìn qua đáp lời, sao có thể lộ sơ hở được chứ? Đến đây Thừa Hiền nói lớn, hai ra, cháu trai à, cháu thật sự là quản nhiều quá rồi đó. Thấy vậy, Ngọc Thuận đắc ý, chú đã bị tôi vạch trần rồi. Văn Nghiên, em có thể giận anh cũng không sao, nhưng đừng ủy khuất mà ở bên người đàn ông mà bản thân mình không yêu. Thừa Hiền nhìn hắn, nếu cậu cứ muốn ôm rơm nặng bụng, tôi cũng không ngại, cho cậu nhìn rõ sự thật đâu. Dứt lời, Thừa Hiền móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn, và nói, đây là hôm qua anh muốn định cho em một bất ngờ. Bởi vì thời tiết ở Paris không tốt, máy bay bị trì hoãn, cho nên hôm qua mới không lấy được, sáng sớm hôm nay anh đã đi ra sân bay để nhận nó. Vợ yêu à, chúc mừng cho đám cưới của chúng ta. Dứt lời, Thừa Hiền theo chiếc nhẫn lên ngón tay của Văn Nghiên, trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của cô. Rồi anh đưa tay lên, vuốt nhẹ những cọng tóc đang vương trên tai cô. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn mạnh dạn đặt lên môi của Văn Nghiên một nụ hôn nồng cháy. Chuyển cảnh đến văn phòng công ty của Văn Nghiên, lúc này, trong phòng làm việc, Văn Nghiên cho gọi tài xế đến và hỏi, ông đã làm tài xế riêng cho tôi cũng 2-3 năm rồi nhỉ? Tài xế sẽ cúi đầu và cung kính, vâng thưa giám đốc Trịnh, ông có bất mãn gì với nội dung công việc và cường độ hiện tại không? Tài xế đáp, tôi không có bất mãn gì cả, hơn nữa mức lương của công việc này khá cao, đủ để gia đình tôi sinh sống thoải mái, tôi rất biết ơn giám đốc Trịnh, và công ty đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Văn Nghiên nói tiếp, tôi đã nhờ phòng nhân sự tìm hiểu, mức lương cho vị trí này, tôi nghĩ, tôi đã đối đãi rất tốt. Vậy tại sao ông lại phản bội tôi? Nghe đến hai từ phản bội, tài xế lúc này té ngửa, há hốc mồm ngạc nhiên, miệng lắp bắp, hả, giám đốc Trịnh, cô đang nói gì vậy, tôi không hề phản bội cô. Văn Nghiên nhìn tài xế với ánh mắt giận dữ, ông nghĩ rằng, nhận tiền mặt thì tôi không thể điều tra ra sao, gần đây, tôi thích điều tra những kẻ nhận tiền mặt, làm việc xấu. Đột nhiên, cô cho gọi Hiền Trân vào, Hiền Trân bước vào, trên tay cầm toàn bộ những tài liệu, chứng cứ mà cô thu thập, điều tra được, cô nói, cô chủ, tất cả đã ở đây rồi. Dứt lời Hiền Trân mang toàn bộ những chứng cứ vừa thu thập được, cô đưa cho tài xế. Tài xế mở ra xem, ánh mắt ông vô cùng kinh hãi, toàn bộ những thông tin mà Hiền Trân thu thập được, khiến ông hốt hoảng muốn tè ra quần. Văn Nghiên nói tiếp, chỉ làm tài xế 2-3 năm, mà đã có thể mua nhà mới, có tiền cho con du học, vợ ông còn dám vào cửa hàng cao cấp để mua những món đồ mắc tiền, xa xỉ. Nghe đến đây, tài xế đứng hình, miệng lắp bắp, không phải vậy, giám đốc Trịnh xin hãy nghe tôi giải thích. Văn Nghiên nhìn ông rồi nói, được, ông nói đi. Lúc này, tài xế mồ hôi đổ như mưa, ông vô cùng sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời, tôi. Văn Nghiên chắp tay sau lưng, bước thêm vài bước về phía ông rồi nói, tôi sẽ giúp ông nghĩ ra lý do. Ông có thể nói, ông trúng xổ số hoặc thừa kế tài sản, thậm chí là nhặt được tiền đều được. Quá hốt hoảng. Tất cả những tờ giấy ông đang cầm trên tay, đột nhiên rơi xuống đất, miệng ông lúc này cứng đơ, đôi mắt thể hiện sự sợ hãi, ông nhỏ nhẹ, xin lỗi giám đốc Trịnh, tôi sai rồi, nhưng, tôi thật sự không lấy nhiều tiền, tôi cũng không bán bí mật thương mại gì, tôi chỉ là... Văn Nghiên ghé sát tai ông ngắt lời, chỉ tiết lộ lịch trình của tôi cho người khác, tạo cơ hội tình cờ gặp mặt với tôi, đúng không? Trước đây, chỉ là sự tình cờ gặp mặt, sau này liệu có tai nạn bất ngờ không? Nghe đến đây tài xế tròn xoe mắt há hốc mồm, không bao giờ, tôi rất biết ơn giám đốc Trịnh vì đã chăm sóc tôi, tuyệt đối sẽ không có hại cô đâu. Ông gãi đầu rồi nói tiếp, hơn nữa, tôi cũng thật sự không lấy nhiều tiền, chỉ thiếu một chút tiền trả trước khi mua nhà, tiền dự phòng cho con đi du học, vợ tôi thích cái vòng cổ một chút, tất cả chỉ thiếu một chút thôi. Văn Nghiên chỉ tay về phía tài xế và nói, đạo đức nghề nghiệp của ông cũng thiếu một chút, đúng không? Nghe đến đây những tờ giấy ông đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đất, Văn Nghiên nói tiếp, ngôi nhà của ông, con du học, vòng cổ của vợ ông đều đổi bằng việc bán đứng tôi, chật, tôi nên làm gì đây? Dứt lời, Văn Nghiên quay lưng bước đi, để lại tài xế một mình nói theo trong tuyệt vọng, tôi có thể cầm cố nhà, trả lại vòng cổ, chỉ xin cô đừng đụng đến con tôi, đó là hy vọng cuối cùng của cả gia đình tôi. Văn Nghiên đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, không, ông nghĩ tôi là loại người gì, tôi sẽ không làm liên lụy đến người vô tội. Ngôi nhà đó ông cứ sống tốt, vòng cổ ông cứ để vợ ông đeo, và tôi sẽ cử người thúc đẩy việc du học của con ông. Lương tôi vẫn sẽ trả cho ông, số tiền kia ông vẫn nhận. Nghe được những lời này từ Văn Nghiên, ông không tin vào tay mình, ông không hiểu, miệng ông lắp bắp, cái này, giám đốc Trịnh, tôi không hiểu. Văn Nghiên nói tiếp, sau này, họ muốn hỏi gì, ông đều phải nói cho tôi biết, ông chỉ được cung cấp thông tin mà tôi cho phép, nghe rõ chưa? Đến đây, ông cũng phần nào gỡ được chút thắc mắc, rồi ông nói, vâng, tôi hiểu rồi. Văn Nghiên ngồi xuống ghế, nói với ông, lui ra đi vâng. Đến đây ông vội vàng quay lưng rời khỏi phòng, Hiền Trân cúi xuống, nhặt những tờ giấy còn vương lại trên đất, rồi cô mở lời, giám đốc, người cứ để hắn đi như vậy sao? Văn Nghiên bình thản đáp, chưa đến lúc, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, khi đến thời điểm, hắn sẽ hối hận mà thôi. Chuyển cảnh đến nhà hàng, lúc này, Thừa Hiền và Kim Nhân Hanh đang ngồi ăn trong nhà hàng. Kim Nhân Hanh kéo khẩu trang xuống, đưa chút đồ ăn lên miệng, rồi nói, thập nhị thiếu gia, lần trước cậu làm tôi thê thảm lắm, không chỉ bị công ty khiển trách, vì không báo cáo hành trình, mà còn bị lan truyền nhiều tin đồn tiêu cực. Cầm ly nước trên tay Lý Thừa Hiền hỏi tin đồn gì? Nhân Hanh đáp, về việc tôi xuất hiện tại cục dân chính, thậm chí còn có tin đồn, tôi kết hôn bí mật, và đoán xem người kết hôn với tôi là ai. Có tin tôi mua hoặc bán nhà lén lút, làm tài sản công chứng để chia tay công ty, khiến tôi bị treo trên hot search một thời gian dài. Thừa Hiền uống một ngụm nước rồi buông giọng trêu đùa, ồ, chẳng phải là quá tốt sao, tiết kiệm được chi phí quảng cáo, quản lý của bạn không biết ơn cậu à? Kim Nhân Hanh đáp, hắn suýt nữa ăn tới nuốt sống tôi ấy chứ, tốn rất nhiều tiền, mới gỡ được những thông tin trên hot search. Thừa Hiền thắc mắc, ôi trời, bọn họ thật thiếu đầu óc kinh doanh. Nhân Hanh đáp lời, đây không phải là vấn đề đầu óc kinh doanh, tin tức tiêu cực rất phá hoại hình ảnh, cậu có hiểu không? Thừa Hiền nghe thấy Nhân Hanh nói vậy, anh buột miệng, vậy sao? Đôi mắt Nhân Hanh tròn xoe, cảm giác như mình vừa mới nói sai một điều gì khủng khiếp lắm. Nhân Hanh cúi đầu, miệng lắp bắp, xin lỗi, là do tôi kích động quá. Thừa Hiền đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nhân Hanh. Bất giác Nhân Hanh cúi gập đầu xuống, thập nhị thiếu gia, thật sự xin lỗi, tôi đã nói sai, xin cậu tha thứ cho tôi. Thừa Hiền tươi cười, tôi tha thứ cho cậu. Nhân Hanh lúc này sợ đến vã mồ hôi hột, miệng nói không ngừng, thập nhị thiếu gia, tôi thật sự. Thừa Hiền cầm chiếc khăn, lau lên miệng rồi nói, Kim Nhân Hanh, tôi sẽ không lãng phí cảm xúc quý giá, cũng như sự tức giận lên cậu, nếu tôi không thích thứ gì đó mà tôi thấy bẩn, làm tôi ghét, tôi sẽ bỏ nó đi, thay bằng cái mới, cái thuận mắt hơn, cậu hiểu chứ? Nói rồi Thừa Hiền đưa tay lấy một chiếc khăn giấy mới, sau khi đã ném đi chiếc khăn anh đã dùng. Dường như đã hiểu được ý của Thừa Hiền, Nhân Hanh bỗng quỳ sụp xuống đất miệng lắp bắp, tôi đã quá liều lĩnh, tôi vì được thập nhị thiếu gia ban cho nụ cười và tài nguyên tốt, mà không nhớ đến vị trí của mình, tất cả là lỗi của tôi. Thừa Hiền đôi mắt đăm chiêu, hơi cúi đầu xuống, đúng vậy, không lẽ là lỗi của tôi sao? Dứt lời, Thừa Hiền đứng dậy. Nhân Hanh quỳ rạp dưới chân của Thừa Hiền, xin thập thị thiếu gia đừng bỏ rơi tôi, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Thừa Hiền bước đi, bỏ lại Nhân Hanh quỳ dưới đất, anh nói, còn phải coi biểu hiện của cậu như thế nào đã. Vừa đi được vài bước, Thừa Hiền bỗng nhiên gặp lại Mẫn Trinh. Nhìn thấy Thừa Hiền, Mẫn Trinh nghĩ bụng, Lý Thừa Hiền là con trai dòng dõi chính nhà họ Lý, đối tượng kết hôn của Trịnh Văn Nghiên. Sao Trịnh Văn Nghiên luôn được những thứ tốt đẹp, dù gã này nổi tiếng là phế vật, nhưng xuất thân cao quý và ngoại hình đẹp là thật. Hai người bước qua nhau, vừa đi ngang qua đột nhiên Mẫn Trinh quay lại mở lời, thật trùng hợp, anh rể. Thừa Hiền quay lại, miệng hỏi, cô là ai? Miệng ả liến thoáng, anh rể không nhớ em sao, em là chị Mẫn Trinh, em họ của chị Văn Nghiên, chúng ta đã gặp nhau vài lần ở tiệc xã giao. Nhưng cũng không trách anh được, trước đây em không có cơ hội nói chuyện với anh, trong đầu Mẫn Trinh nghĩ, dù sao thì lúc đó, anh trong mắt tôi chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, tôi chẳng thèm để ý đến anh. Nhưng bây giờ nhìn lại, thân phận và địa vị của Lý Thừa Hiền, cao hơn tên con riêng Triệu Ngọc Thuận nhiều tầng, nếu có thể lợi dụng anh, lợi ích sẽ lớn hơn, và có thể tấn công được Trịnh Văn Nghiên. Mẫn Trinh nhỏ nhẹ nói, dù sao trong gia đình, địa vị của em không cao, trong xã giao cũng không thể hiện được nhiều, rồi trong đầu ả thầm nghĩ, trước tiên, mình phải giả vờ yếu đuối, để thu hút sự đồng cảm của anh ta. Mẫn Trinh nói tiếp, anh rể, lần này có thể nhớ đến Mẫn Trinh em không? Mẫn Trinh chợt lóe lên suy nghĩ, mình khiêm nhường, tỏ ý tốt, khơi dậy mong muốn bảo vệ, và thể hiện của người đàn ông. Với những chiêu thức này, không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại, đặc biệt là tên ngốc Triệu Ngọc Thuận. Thừa Hiền đưa tay lên vuốt vuốt cằm, nét mặt bình thản, Rồi anh nở một nụ cười, được, tôi hiểu rồi. Nói xong anh quay lưng bước đi, bỏ lại Mẫn Trinh đứng nhìn theo, trong đầu ả ta nghĩ bụng, hả, hắn dám thờ ơ với mình như vậy sao? Không dừng lại, Mẫn Trinh vội vã chạy theo, đợi đã, anh rể. Thừa Hiền quay lại nhìn cô ta, sao vậy, cô còn việc gì nữa à? Mẫn Trinh không cam tâm, trước giờ cô chưa bao giờ bị thờ ơ như này, thật cảm thấy mất mặt. Ả ta nói, anh rể, bây giờ chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, anh ăn cơm với em được không? Thừa Hiền khua tay nói, cô Trịnh, cô không thấy tôi đang định rời đi sao, tôi vừa mới ăn xong mà. Mẫn Trinh đáp, thế thì uống một ly nước ép trái cây cũng được mà, Chỉ cần là ngồi cùng với em thôi mà. Hơn nữa, em còn có thể kể cho anh nghe những chuyện thú vị hồi nhỏ của chị Văn Nghiên. Trong đầu Mẫn Trinh chợt nghĩ, không quan trọng là vì bị cảm động mà ở lại, hay muốn nghe chuyện về Trịnh Văn Nghiên, chỉ cần anh ở lại tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội. Rồi Mẫn Trinh nói tiếp, nói đến chị Văn Nghiên, thật là, mọi người luôn nghĩ, chị ấy và anh Ngọc Thuận là một cặp, trai tài gái sắc, đang chờ họ tổ chức đám cưới. Thật không ngờ, chị ấy lại giấu kỹ anh đến như vậy, đột nhiên kết hôn với anh. Chết tiệt, em có nói gì sai không? Mà anh dễ yên tâm, chị Văn Nghiên đã kết hôn với anh rồi, chắc chắn sẽ không còn dây dưa với anh Ngọc Thuận nữa đâu, em sẽ giúp anh, trông chừng chị ấy. Trong đầu Mẫn Trinh nghĩ, nhân cơ hội này, tấn công Trịnh Văn Nghiên, chia rẽ tình cảm của họ. Thừa Hiền đáp, cảm ơn sự quan tâm và lời mời của cô. Dứt lời anh dứt khoát quay lưng bước đi. Mẫn Trinh đứng lại, trong đầu bực tức, cái quái gì thế? Thả thính như vậy mà hắn ta cũng không có phản ứng gì là sao? Bực tức tột cùng, Mẫn Trinh bước với theo gọi, anh rể. Dứt lời cũng là lúc hai chân té sấp mặt. Ta thấy trước mặt mình là Thừa Hiền nên cũng khá yên tâm. Nhưng cuộc đời không là như mơ, Thừa Hiền khẽ né qua một bên, khiến ta úp mặt xuống đất, hai quả bưởi cũng bị đè đau đớn. Thừa Hiền không chút mảy may, quay qua nhìn Lúc này Mẫn Trinh nét mặt tối sầm, hằn học, miệng chửi thầm trong đầu, khốn nạn, dám nhìn tôi ngã mà không đỡ một tay sao? Thấy không có phản ứng, ta mở lời cầu cứu, anh rể, anh có thể kéo em dậy có được không? Trong đầu vẫn không thoát khỏi những ý nghĩ, rồi bản thân tự trấn an, không sao, tôi còn có kế hoạch sau. Thậm chí như thế này càng thân mật hơn, trong đầu cô ta tưởng tượng hình ảnh hai người đang âu yếm, thân mật bên nhau. Miệng cô ta nói, anh rể, em dâu, rồi ta nghĩ bụng, làm gì có người đàn ông nào không động lòng trước một cô, em dâu xinh đẹp, yếu đuối chứ. Rồi bất ngờ, hình ảnh trong mơ của Mẫn Trinh bị dừng lại, khi Thừa Hiền gọi, phục vụ. Mẫn Trinh há hốc mồm ngạc nhiên, hở. Rồi phục vụ bước lại đỡ cô ta đứng dậy, miệng hỏi, cô không sao chứ? Mẫn Trinh đứng lên trả lời, tôi không sao. Mẫn Trinh quay lại thì không thấy Lý Thừa Hiền đâu, anh ta biến mất như chưa từng xuất hiện. Mẫn Trinh bực tức vô cùng nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt hậm hực. Ta nghĩ bụng, anh ta không phải là kẻ nổi tiếng lăng nhăng sao? Tại sao lại lạnh lùng với mình như vậy? Chẳng lẽ vì Trịnh Văn Nghiên mà anh ấy thay đổi rồi sao? Đến đây, Mẫn Trinh nắm chặt đôi tay, miệng nghiến răng nghiến lợi, Trịnh Văn Nghiên, Trịnh Văn Nghiên, cái gì cũng là Trịnh Văn Nghiên, cô ta có gì mà tôi không có chứ? Không sao, đời còn dài, nếu dễ dàng bị tôi cám dỗ, thì chẳng có gì thách thức được tôi cả. Và anh ta càng trung thành với Trịnh Văn Nghiên, thì càng khiến Trịnh Văn Nghiên tin tưởng, đến khi anh ta phản bội, Trịnh Văn Nghiên sẽ càng đau khổ hơn, thậm chí nhận lấy cú sốc chí mạng. Thừa Hiền từ trong nhà hàng bước ra, lái xe của anh đang đợi anh ở ngoài. Anh bước lên xe nhìn lái xe và nói, xin lỗi làm phiền anh đến đón tôi. Tôi thật sự không thích đi taxi, bởi vì nó không an toàn, anh hiểu chứ? Lái xe quay sang nói, đó là trách nhiệm của tôi, thiếu gia, hơn nữa anh cũng không phải là chưa từng làm chuyện ngang bướng. Chẳng hạn như giấu mọi người, đột nhiên kết hôn với con gái nhà họ Trịnh, và đêm qua, lúc nửa đêm, mở cửa hông ở quảng trường Ginza, và cửa hàng trang sức lấy nhẫn. Nghe đến đây, Thừa Hiền quay sang hỏi, anh vẫn chưa nói với ba mẹ tôi phải không? Tài xế đáp, tôi không nói, họ không biết sao, anh tưởng người nhà họ Lý, làm trong chính phủ là mù, là điếc sao? Thừa Hiền thở dài rồi nói, thôi đi, dù sao họ cũng bận mở xưởng ở Đức, không có thời gian để ý đến tôi cứ coi như họ không biết đi. Tài xế nói tiếp, thiếu gia, họ dù bận cũng vẫn quan tâm đến anh đó, năm đó. Rồi Thừa Hiền ngắt lời, rồi, tôi biết rồi, anh nói cả vạn lần, tôi thấy anh giống mẹ tôi hơn. Đúng rồi, anh nói với giám đốc bên nhóm BDS, dạo này nghiêng tài nguyên sang thành viên khác, Kim Nhân Hanh cần vào tủ lạnh để tỉnh táo lại. Lái xe đáp, tôi hiểu rồi. Chuyển cảnh đến nhà Trịnh Mẫn Trinh, vừa bước vào cửa, cô cúi xuống tháo giày, miệng gọi, Kim Mama lại đây cầm đồ cho tôi, không thấy ai trả lời. Đảo mắt qua một lượt, miệng gọi lớn hơn, Kim Mama. Dứt lời cũng là lúc Triệu Ngọc Thuận lên tiếng, tôi đã cho bảo mẫu đi rồi. Hắn bước ra rồi nói, Mẫn Trinh, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Mẫn Trinh nhìn thấy Ngọc Thuận thì vô cùng hốt hoảng, hỏi, anh Ngọc Thuận, sao anh đột nhiên lại đến đây? Trong đầu nghĩ, không phải anh ấy biết chuyện, mình gặp Lý Thừa Hiền ban ngày rồi chứ, không thể nào. Ngọc Thuận suy nghĩ đúng như dự đoán, cô ta đã đứng đằng sau việc chia rẽ mình và Văn Nghiên. Rồi Ngọc Thuận nói, Mẫn Trinh, sắc mặt em trông không tốt lắm. Mẫn Trinh tươi cười lấp liếm, không sao, có lẽ do em đi dạo cả ngày, có chút hơi mệt thôi. Vừa dứt lời cũng là lúc Ngọc Thuận tát mạnh một cái, khiến cô văng hết tất cả những túi sách đang cầm trên tay. Ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngọc Thuận bước đến, đưa tay bóp miệng của Mẫn Trinh và nói, Mẫn Trinh, cô thật sự yêu tôi sao? Mẫn Trinh giả vờ ngơ ngác, anh Ngọc Thuận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt hằn học, Ngọc Thuận hỏi, có phải cô đã nói cho Trịnh Văn Nghiên về mối quan hệ của chúng ta không? Trong đầu Ngọc Thuận chợt nghĩ, nếu cô ấy thừa nhận thì điều đó có nghĩa là cô ấy quá yêu tôi, không thể rời bỏ tôi thì tôi sẽ từ bỏ Trịnh Văn Nghiên và công khai mối quan hệ với cô ấy. Nếu cô ấy không thừa nhận thì cô ấy là người có lỗi, đã chơi đùa và hãm hại tôi. Mẫn Trinh bỗng nhiên đặt bàn tay lên trên vai Ngọc Thuận. Ánh mắt khở dại, Mẫn Trinh hỏi, anh thật sự không hiểu em sao? Ánh mắt Ngọc Thuận lúc này tỏ vẻ đồng cảm, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, có vẻ như cô ấy thừa nhận, vì cô ấy yêu tôi cho nên mới làm vậy. Dứt lời cũng là lúc, Mẫn Trinh cầm tay Ngọc Thuận, rồi nói, em sao có thể tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với Trịnh Văn Nghiên, làm lộ kế hoạch của chúng ta được chứ, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Ánh mắt vô cùng giận dữ, Ngọc Thuận lẩm bẩm, cái gì, trong đầu hắn nghĩ, con đàn bà đê tiện. Nếu vậy, thì cô cũng không xứng đáng nhận tình yêu của tôi nữa. Dứt lời cũng là lúc hắn đưa tay ôm chặt Mẫn Trinh, miệng hắn nói, Mẫn Trinh, anh biết em yêu anh. Vậy nên anh không muốn làm em chịu thiệt thòi nữa, nếu Trịnh Văn Nghiên đã cắt đứt mối quan hệ với anh, sao chúng ta không công khai ra mối quan hệ của mình? Nghe đến từ, công khai mối quan hệ, Mẫn Trinh vội vàng đẩy Ngọc Thuận ra, miệng ả lắp bắp, không phải, đợi đã, anh Ngọc Thuận, anh nói gì vậy? Dứt lời, cũng là lúc hắn bế xốc Mẫn Trinh lên vai, vừa đi hắn vừa nói, anh sẽ nói cho cả thế giới biết, tình yêu của anh dành cho em, và chúng ta sẽ nắm tay nhau, xuất hiện trước mặt Trịnh Văn Nghiên. Tối nay là đêm đầu tiên chúng ta đối diện với nhau chân thật. Mẫn Trinh điên cuồng chống cự, ả đấm bộp bộp vào lưng Ngọc Thuận, đợi đã, anh Ngọc Thuận, anh nghe em nói, bây giờ không phải lúc, trong đầu ả ta nghĩ, loại con hoang bẩn thỉu như anh, không xứng đáng với tôi, đồ khốn nạn. Dứt lời cũng là lúc hắn ta ném cô xuống giường. Hắn từ từ cởi chiếc áo ngoài rồi hùng hồn tuyên bố, Mẫn Trinh, bây giờ anh sẽ hoàn toàn giao bản thân mình cho em, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ, để em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh, thậm chí để em nhanh chóng mang thai, từ nay ràng buộc với anh. Mẫn Trinh vô cùng sợ hãi miệng ả lắp bắp, anh Ngọc Thuận, anh đừng vội, anh thực sự muốn từ bỏ Trịnh Văn Nghiên đến vậy sao? Ngọc Thuận trừng mắt lên nghiêm túc nói, cô ta hôm nay đã nhiều lần từ chối thiện ý của anh, nếu vậy, anh cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa. Mẫn Trinh đáp lời anh, hay là thế này em có một ý kiến cho anh thử một lần cuối cùng được không? Hắn từ từ bò đến bên cạnh Mẫn Trinh, em còn sẵn lòng góp ý cho anh sao? Để anh hàn gắn mối quan hệ với Trịnh Văn Nghiên sao? Mẫn Trinh đáp, tất nhiên, nếu không, thì những nỗ lực mấy năm qua của anh Ngọc Thuận không phải là quá uổng phí sao? Rồi Mẫn Trinh bước lại, anh Ngọc Thuận, hay là chúng ta thế này? Sau đó đã đưa miệng lên tai thì thầm với Ngọc Thuận. Nghe dứt lời Ngọc Thuận thốt lên, đấy cũng là một ý kiến hay. Ngọc Thuận đưa tay đỡ lên má của Mẫn Trinh, bốn mắt nhìn nhau, hắn nói, Mẫn Trinh em thật sự yêu anh nhiều vậy sao? Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ, đúng vậy, bằng cách này tôi có thể chén cả hai chị em. Mẫn Trinh tươi cười đỡ tay hắn, tất nhiên rồi anh Ngọc Thuận, nên anh phải dưỡng sức, chuẩn bị tốt. Trong đầu ả nghĩ, đồ ngu, hãy tập trung vào Trịnh Văn Nghiên, đừng mơ mà chạm vào tôi. Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Trịnh Văn Nghiên, cô đang ngồi làm việc trong bàn, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Ngọc Thuận, hắn mở cửa bước vào, phía sau là Hy Trân và hai người bảo vệ, miệng hắn nói lớn, Văn Nghiên. Phía bên này Hy Trân cố gắng ngăn cản, ông Triệu, ông không thể vào trong. Hắn tiến đến trước mặt Văn Nghiên và nói, Văn Nghiên, em đã chặn tôi sao? Tôi không thể liên lạc với em, tôi nhất định phải gặp em một lần nữa, tôi còn chuyện muốn nói với em. Hy Trân bước đến trước mặt, ông Triệu, ông không có hẹn trước, xin ông rời đi ngay lập tức, xin lỗi giám đốc Trịnh. Rồi hai tên vệ sĩ cũng nói, ông Triệu nằm trong danh sách khách VIP của cô, chúng tôi không tiện dùng biện pháp mạnh để ngăn cản. Lúc này Văn Nghiên lên tiếng, được rồi, Triệu Ngọc Thuận anh nói đi. Rồi hắn giải bày Văn Nghiên, tôi muốn nói chuyện riêng với em, giọng cô đanh thép, nói đi không nói thì cút. Thấy thái độ Văn Nghiên như vậy, hắn vô cùng ngạc nhiên thốt lên, em, tôi biết lần trước em đã nói rất rõ ràng, tôi không còn ép buộc nữa. Rồi hắn quỳ xuống dưới mặt đất. Bây giờ, nguyện vọng duy nhất của tôi là, cùng em ăn một bữa ngon, chính thức nói lời tạm biệt, được không? Nghe những lời này từ hắn, Văn Nghiên hỏi lại, sao, tôi là thần đèn của phương Tây, hay tượng thần của phương Đông sao? Anh có nguyện vọng, tôi lại giúp anh thực hiện à? Rồi hắn nói tiếp, Văn Nghiên, xin em, coi như là để chúng ta có một cái kết đẹp, cho khoảng thời gian này, để lại một chút kỷ niệm trọn vẹn được không? Văn Nghiên khẽ cúi đầu, được thời gian và địa điểm cụ thể anh, và Hy Trân trao đổi, tôi sẽ đến. Hắn vui mừng khôn xiết, Văn Nghiên, cảm ơn em. Rồi Văn Nghiên nói với Hy Trân, thông báo cho bộ phận bảo vệ, gạch tên Triệu Ngọc Thuận ra khỏi danh sách khách VIP, vâng, được, thưa giám đốc Trịnh. Dứt lời, cũng là lúc hắn được hai người bảo vệ hộ tống, ông Triệu nói xong rồi thì hãy rời đi ngay. Hắn quay lại nhìn Văn Nghiên, nở một nụ cười đắc ý hẹn gặp lại Văn Nghiên, trong đầu hắn nghĩ, con đàn bà đê tiện, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận. Hy Trân lúc này chứng kiến được toàn bộ sự việc, cô nói, giám đốc cô thực sự muốn đến hẹn sao, tên Triệu Ngọc Thuận đó không phải muốn làm hại cô sao? Văn Nghiên đáp, đúng vậy, nhưng bây giờ hắn muốn công khai, tôi đúng lúc có thể đề phòng và phản công. 2 ngày sau theo địa điểm hẹn, Văn Nghiên và Hy Trần cùng đến địa điểm đã hẹn, hắn đứng lên kéo ghế ra và nói, Văn Nghiên em thực sự đến đúng giờ. Văn Nghiên ngồi xuống miệng nói, cảm ơn. Rồi cô quay sang nói với Hy Trân, đổi dụng cụ ăn, được. Dứt lời, Hy Trân lấy từ trong túi ra bộ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trong sự ngỡ ngàng của hắn. Văn Nghiên tươi cười, xin lỗi, tôi đột nhiên bị mắc chứng bệnh sạch sẽ. Không nghĩ đến sẽ xảy ra trường hợp này, miệng hắn lắp bắp, ha ha không sao, em đến hiện là đã làm tôi rất vui rồi. Rồi hắn nói tiếp, vậy tôi sẽ gọi phục vụ lên món, tôi đã đặc biệt đặt món bò wagyu A5 thượng hạng của Nhật, làm sashimi và bò bít tết kèm theo, Văn Nghiên đáp, nhưng tôi lại muốn ăn món Trung. Hắn giật mình thon thót, miệng lẩm bẩm, món Trung sao? Văn Nghiên nhìn hắn rồi nói, đúng vậy, anh ăn gì, tôi ăn nấy. Ánh mắt ngỡ ngàng hắn nói, nhưng với bò thì... Văn Nghiên ngắt lời, không sao đâu, làm một món thịt bò xào hoặc là súp đều được, dù sao thì nó cũng đều là ăn mà. Hắn vui vẻ, được rồi, chỉ cần em vui là được. Nhưng mà Văn Nghiên, anh muốn dùng bữa riêng với em có được không, giống như trước kia vậy. Nghe thấy hắn nói vậy, Văn Nghiên quay sang nói với Hy Trân, cô đợi tôi ở bên ngoài đi, sẽ không quá lâu đâu. Khi muốn ăn đã được bày lên bàn, hắn nói, cũng may là nhà hàng này có một đầu bếp nấu đồ Trung khá ngon. Văn Nghiên, em mau thử đi, đây đều là những món nổi tiếng của nhà hàng này. Văn Nghiên đưa đũa gắp một miếng, thái độ của cô vô cùng cảnh giác với hắn. Cô thốt lên ồ, rồi hắn cầm chai rượu văng lên, vừa rót cho cô, hắn vừa nói sâm banh của Penfolds. Văn Nghiên, không phải trước kia em từng nói thích vị này sao? Rồi hắn quay qua rót rượu cho cô, Văn Nghiên đưa ly đón nhận, sau đó hắn rót cho mình một ly. Hắn ngửa mặt lên uống một hơi hết sạch, Văn Nghiên nhìn hắn. Cuối cùng cô cũng đưa lên uống một hơi. Hắn chăm chú nhìn cô uống, rồi hắn nói tiếp, Văn Nghiên, chúng ta bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện với nhau, có được không? Anh sẽ chia tay, sau này anh sẽ không bám lấy em nữa, nhưng mà em có thể nói cho anh biết, nguyên nhân mà em đột nhiên kiên quyết, kết hôn được không? Rõ ràng là mấy ngày trước, anh còn may mắn được em chọn chúng, và sẽ có một cuộc đời hạnh phúc cùng với em. Bây giờ đột nhiên lại bị như này, cảm giác như bị đẩy vào lãnh cung, trong lòng của anh rất chi là khó chịu. Vừa nói hắn vừa rót rượu vào ly của hắn, rồi ngửa mặt lên uống một hơi cạn hết sạch. Hắn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Thái độ buồn rầu, hắn nói mấy ngày nay, anh giống như sắp chết vậy, Văn Nghiên. Xem như em thương xót cho anh. Văn Nghiên nhìn hắn, miệng cô nói, tiếp tục diễn đi. Nghe những lời này hắn vô cùng tức giận, miệng hắn lắp bắp, cái gì cơ? Văn Nghiên nhắc lại, anh cứ tiếp tục diễn đi, nếu như có ngày nào đó, anh muốn làm diễn viên, tôi thật sự có thể giúp anh, liên hệ với công ty đại diện, và có thể viết thư giới thiệu. Hắn hét lên, Văn Nghiên, tại sao em lại không tin anh? Văn Nghiên trả lời, muốn tôi tin tưởng anh, được thôi. Xin hỏi thời gian chết của anh là khi nào vậy? Tôi sẽ sắp xếp trợ lý, tặng cho anh 2 vòng hoa hoành tráng nhất. Hắn dập mạnh tay xuống bàn rồi hét lớn, Trịnh Văn Nghiên. Văn Nghiên đứng dậy, không diễn nữa à? Không sao, dẫu sao tôi cũng xem đủ rồi. Dứt lời Văn Nghiên quay lưng bước đi, buông thêm một câu nói khiến hắn cứng đơ người. Anh định làm chuyện gì, đã từng làm chuyện gì bản thân tôi đều biết rất rõ. Tôi sẽ không cho anh cơ hội, làm hại tôi thêm một lần nào nữa đâu. Hắn đứng lên miệng hét lên, Văn Nghiên, có phải em đã nghe lời người khác vu khống gì anh rồi, đúng không? Văn Nghiên bước đi, hắn vội vã chạy theo níu kéo, miệng nói, Văn Nghiên, em có biết anh yêu em biết bao nhiêu không hả? Vừa dứt lời, Văn Nghiên tung một cước, tát thẳng vào mặt hắn khiến hắn vô cùng đau đớn. Rồi cô quay đầu lại nói, yêu tôi, lời của anh còn chưa nói xong nhỉ, để tôi bù giúp anh vào phần sau nha. Anh là yêu quyền thế của tôi trong tập đoàn, yêu tài nguyên tôi có thể cho anh, yêu tôi có thể giúp anh báo thù, yêu tôi tin tưởng anh như vậy, cho nên anh có thể xử tôi dễ dàng bất kỳ lúc nào. Hắn lắp bắp, Văn Nghiên tại sao em? Văn Nghiên vui vẻ ngắt lời, tại sao tôi lại biết á hả? Rồi cô nói tiếp, anh đoán xem, tên cặn bã. Vừa bước được vài bước, cô bỗng khựng lại. Trong đầu cảm thấy choáng váng, cô đứng không vững, hắn bước đến, ôm lấy cô, miệng hắn nói, Văn Nghiên, anh không muốn đoán. Anh muốn lát nữa trên giường, chính miệng em sẽ nói cho anh biết. Trong cơn mơ hồ, Văn Nghiên lẩm bẩm, sao có thể chứ, tôi rõ ràng. Rồi hắn nói tiếp, bởi vì anh quá hiểu em rồi Văn Nghiên à. Rồi hắn kể lại, quy tắc ăn uống nho nhã của em, đã ăn vào xương cốt rồi, chỉ cần anh thêm chút gia vị, vào một nửa món nào đó, và đặc biệt mang nữa nó để gần chỗ của em, ha ha. Miệng cô hét lớn, khốn nạn, an. Vừa nói được câu an, thì hắn bỗng nhiên bịt miệng cô lại, hắn nói, không cần kêu đâu. Cô ấy đã nghe theo chỉ thị của em, đi vào xe lấy đồ rồi. Văn Nghiên lẩm bẩm, sao có thể, rồi hắn nói tiếp, anh tìm một hacker, hack điện thoại của em trong một thời gian ngắn, anh biết điện thoại của em có bao nhiêu tầng bảo vệ, cho nên anh đã tiêu không ít tiền đâu. Vừa mở cửa, đột nhiên hắn nhìn thấy Thừa Hiền trước mặt, hắn vô cùng hốt hoảng xanh sẩm mặt mày. Miệng hắn hét lên, sao chú lại ở đây? Thừa Hiền ánh mắt đăm chiêu đứng im nhìn hắn. Rồi anh đưa tay cầm tay của Văn Nghiên, miệng nói, em yêu à, sao em lại ở đây vậy? Dù cho là giao lưu, sao lại liều mạng như vậy chứ, em đúng là người cuồng công việc mà, làm anh rất chi là lo lắng đó. Thừa Hiền tươi cười nói với hắn, được rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cô ấy, tiếp theo, cứ giao cô ấy cho tôi đi. Nhìn miếng mồi ngon của mình sắp rời khỏi miệng mình, hắn không cam chịu, miệng hắn nói, khoan, đợi đã. Dứt lời, cũng là lúc Thừa Hiền giơ chân lên, tung một cước vào bụng hắn, khiến hắn văng ra xa cả 10 mét. Đập mạnh vào chiếc bàn khiến đồ đạc rơi vỡ lăn lóc dưới mặt đất. Thừa Hiền lẩm bẩm nói với hắn, xem ra cậu không xứng với 2 chữ thể diện nhỉ. Không cho cậu bài học thì cậu không có ngoan rồi. Quay lại 2 giờ trước tại một quán bar vô cùng sang trọng. Thừa Hiền đang ngồi cùng đám bạn uống rượu, thập nhị thiếu gia, cậu chơi xúc sắc quá điêu luyện, cậu có thể dạy cho tôi không? Người kia nói tiếp thập nhị thiếu gia, chú tôi mới mở một trường bắn ở ngoại ô, khi nào tôi đón cậu đi chơi nhé, hoặc chúng ta cũng có thể đi chơi gôn ban đêm. Thừa Hiền cầm ly rượu trên tay, nét mặt bình thản đáp, không đi. Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên đến ngơ ngác, rồi Thừa Hiền nói tiếp, ai trong số các cậu biết tán gái hả, dạy tôi đi. Nghe đến đây, những nam thanh nữ tú ngồi trước mặt đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu Thừa Hiền đang nói gì. Rồi một người ngồi bên cạnh vỗ vai Thừa Hiền và nói, thập nhị thiếu gia, cậu đang đùa cái gì thế, với bản lĩnh của cậu, cậu còn cần ra tay tán gái sao, cậu chỉ cần nói một câu, biết bao nhiêu cô gái xếp hàng mong được cậu yêu chiều ấy chứ, là cậu chưa bao giờ cho người khác cơ hội, đúng không? Mấy cô gái chân dài bên cạnh cũng đon đả mời chào, thập nhị thiếu gia, sao tôi và cậu không giao lưu chút nhỉ, tôi cũng có thể làm được mà, cậu thích kiểu gì tôi cũng có thể làm được, bất kể cậu làm gì, tôi cũng sẽ đáp lại cậu một cách tốt nhất. Rồi trong đầu Thừa Hiền hiện lên cảnh Văn Nghiên nói với anh lúc ở trên xe, Lý tiên sinh, trình độ tán gái của cậu thật sự không được tốt lắm, xem ra mấy cô gái kia chỉ đùa giỡn với cậu thôi. Dứt dòng suy nghĩ, Thừa Hiền nói tiếp, vậy nên cô ấy không nói sai, tôi thật sự không biết cách. Mọi người xôn xao là cô ấy, hay là anh ta, rốt cuộc là ai, thập nhị thiếu gia bị chế giễu rồi sao, thế thì tôi không thể chịu nổi nữa, thập nhị thiếu gia, làm ơn nhìn tôi đi, ở bên cạnh cậu tôi sẽ ngoan ngoãn. Thừa Hiền đưa tay ra hiệu, được rồi, dừng lại, đừng hỏi nữa, không liên quan gì đến các cậu. Rồi trong đầu Thừa Hiền hiện lên suy nghĩ, mấy người này cũng không đáng tin cậy, hay là tìm một biên kịch, chuyên viết phim thần tượng để học hỏi một chút. Rồi hắn dương dương tự đắc, ha, đúng, không sai, tôi thật sự quá là thông minh. Dứt lời, cũng là lúc Mẫn Trinh bước vào, miệng ả đon đã nói, anh rể, thật trùng hợp, lại gặp anh nữa rồi. Mọi người nghe được từ anh rể, thì ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, miệng thốt lên, anh rể, thập nhị thiếu gia đã kết hôn rồi sao, cái gì, kết hôn bí mật sao, quá kích thích rồi đấy. Đám người xúm lại thi nhau bàn tán, hình như, cô ấy là con gái nhà họ Trịnh đúng không, vậy thập nhị thiếu gia đã kết hôn với người nhà họ Trịnh rồi, nhà họ Lý của tập đoàn Hoa Tinh, và nhà họ Trịnh của tập đoàn Vĩnh Đông kết hôn. Mẫn Trinh nói tiếp, ôi trời, anh rể, thì ra anh vẫn chưa công khai sao, em thật sự vô ý quá. Thừa Hiền đám bạn và nói, chuyện này, tôi tạm thời không muốn công khai ra ngoài, các cậu biết phải làm gì rồi chứ. Đám bạn của Thừa Hiền nói, vâng thập nhị thiếu gia yên tâm đi, chúng tôi không nghe thấy gì hết, hôm nay chúng tôi cũng chưa từng gặp cậu. Nói rồi, mọi người đứng lên rời đi, trong sự ngỡ ngàng của Mẫn Trinh. Mẫn Trinh bước lại ngồi xuống bên cạnh Thừa Hiền, anh rể, anh tôn trọng ý muốn của chị Văn Nghiên và tình nguyện ẩn mình dưới bóng, thật là dịu dàng và chu đáo. Nhưng Văn Nghiên, chị ấy lại công khai đi ăn tối với người đàn ông khác, bỏ mặc anh ở một bên, vừa nói, Mẫn Trinh vừa đưa cho Thừa Hiền xem tấm hình Ngọc Thuận đang đón tiếp Văn Nghiên. Rồi ả nói tiếp, anh xem rõ ràng Văn Nghiên, chị ấy đã có anh rồi, còn có mối quan hệ mập mờ với Triệu Ngọc Thuận, thật quá đáng quá mà. Mẫn Trinh thật sự đau lòng cho anh rể. Thừa Hiền quay lại nói với ả, ồ, hóa ra cô là Trịnh Mẫn Trinh hả? Đôi mắt tím bầm vì con sông quê, ả ta lắp bắp, anh có ý gì? Thừa Hiền cầm ly rượu trên tay rồi nói, xin lỗi, lần trước tôi không nhớ ra cô, bây giờ tôi nhận ra rồi nói rồi. Bỗng nhiên anh hất ly rượu vào người Mẫn Trinh, khiến cô vô cùng hốt hoảng. Miệng ả lắp bắp, tôi vừa mới nhận được bộ trang phục cao cấp. Thừa Hiền bình thản, thật tiếc quá, cô có muốn tôi giới thiệu một cửa hàng giặt khô, chuyên giặt hàng cao cấp ca sĩ cho cô không? Miệng ả lắp bắp, anh là cố ý. Thừa Hiền bình tĩnh đáp, cô Trịnh, cô tùy tiện vu khống tôi sẽ tìm luật sư kiện cô tội phỉ báng đấy nhé. Mẫn Trinh mặt cứng đơ như cây cơ, miệng lắp bắp, anh. Thừa Hiền nói tiếp, nhưng, nếu cô sẵn lòng nói cho tôi biết vị trí của hắn, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nét mặt Mẫn Trinh bỗng nhiên thay đổi, tôi đương nhiên phải nói cho anh biết rồi. Dứt lời, cũng là lúc Thừa Hiền lái xe phóng như bay, đến vị trí mà Mẫn Trinh đã nói cho anh biết. Vừa vào đến nơi, Thừa Hiền liền nhìn ngang ngó dọc, trong đầu nảy ra suy nghĩ, mình vào như thế này, liệu cô ấy có hiểu lầm rằng, mình không tin tưởng cô ấy không, nhưng mà mình chỉ là lo lắng cho cô ấy. Thôi kệ đi, trước mắt tìm cô ấy cái đã. Dứt dòng suy nghĩ, cũng là lúc Văn Nghiên đang bị Ngọc Thuận đỡ dìu đi, bốn mắt gặp nhau, ánh mắt tròn xoe. Văn Nghiên thốt lên trong yếu ớt, anh, Thừa Hiền. Ánh mắt Thừa Hiền lộ rõ sự lo lắng. Trong suy nghĩ, anh bỗng thốt lên, Văn Nghiên, quả nhiên cô ấy bị tên khốn Triệu Ngọc Thuận bắt nạt, giở trò. Đây cũng chính là diễn biến, để xảy ra tình huống ở phía trước đó. Thừa Hiền đỡ cô dựa vào người mình, miệng anh nói, em yêu, em sao rồi? Trong đầu Thừa Hiền nghĩ, đừng lo, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn trước, sau đó mới xử lý tên khốn này. Ngọc Thuận hét lớn, khoan đã Lý Thừa Hiền. Dứt lời cũng là lúc, hắn bị Thừa Hiền đạp cho một phát văng ra 10 mét. Xem ra không cho anh một bài học, anh sẽ không biết điều. Quay trở lại lúc này, Hy Trân vội vã mở cửa bước vào, cô ngạc nhiên khi thấy Thừa Hiền đang ôm Văn Nghiên, cô lo lắng, sếp, đây. Đến đây, Thừa Hiền giao Văn Nghiên cho Hy Trân rồi nói, dùng tên của tôi, để mở phòng nghỉ VIP ở quầy lễ tân, tôi sẽ đến ngay. Hy Trân đáp lời, vâng, thưa ông Lý. Khi Văn Nghiên đã rời đi, Thừa Hiền nhìn hắn với ánh mắt vô cùng giận dữ. Miệng hắn nói, Lý Thừa Hiền, anh biết chúng tôi ở đây bằng cách nào, anh phá hỏng chuyện lớn của tôi nhiều lần đến như vậy, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Thừa Hiền nhìn hắn, là Trịnh Mẫn Trinh nói cho tôi biết. Nghe đến tên Mẫn Trinh, Hắn vô cùng ngạc nhiên, miệng hắn lắp bắp, cái gì cơ? Dứt lời cũng là lúc, Lý Thừa Hiền đấm một phát như trời giáng vào mặt của hắn, khiến hắn một lần nữa nằm bất động trên mặt đất, vô cùng đau đớn. Thừa Hiền bước tới kéo áo hắn đứng dậy, nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì. Rồi anh ngồi xuống, nói với hắn, cô ấy thậm chí còn hiểu rõ, bây giờ là tôi không tha cho cậu. Dứt lời, Thừa Hiền lấy điện thoại lên gọi, đầu kia bắt máy, anh alo, gọi cho tôi, hai người đến đây. Chuyển cảnh đến phòng VIP trong khách sạn, Văn Nghiên sau khi được nghỉ ngơi được một lúc, cô từ từ mở mắt. Người đầu tiên cô nhìn thấy và nghe tiếng gọi tên cô chính là Thừa Hiền. Anh ngồi xuống bên giường cạnh cô, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Văn Nghiên, miệng anh nói, em yên tâm, hiện giờ em đã an toàn rồi, bây giờ em cảm thấy thế nào? Văn Nghiên cảm thấy xúc động khi Thừa Hiền lo lắng cho cô mở lời, Thừa Hiền nhìn cô, là anh, em cảm thấy sao rồi, nếu như rất khó chịu thì anh đưa em đến bệnh viện. Văn Nghiên gượng dậy ngồi lên, xoa xoa vào đầu rồi nói, không, em không thể đến bệnh viện được, nếu em đến bệnh viện, vậy thì những ký giả vô đạo đức sẽ viết lung tung mất, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc công bố xe hơi chạy bằng năng lượng mà em phụ trách. Thừa Hiền trấn an cô, nếu vậy thì em có quen và tín nhiệm bác sĩ tư nhân nào không? Cô đáp, anh ấy đi ra nước ngoài tham gia hội thảo rồi, tạm thời không có ở đây. Dứt lời, Thừa Hiền cầm điện thoại lên, vậy để anh gọi cho bác sĩ riêng của anh qua đây, cũng là người anh có thể tin tưởng được. Văn Nghiên đưa tay ngăn cản, anh, không cần phiền phức đâu, em nghỉ một lát sẽ ổn thôi, Triệu Ngọc Thuận hạ lượng thuốc không nhiều, em ăn cũng ít. Cái tên khốn nạn đó không nỡ để em ngất đi, hắn muốn để lại cho em một chút thần trí, tiện moi tin tức từ miệng em nữa đó. Em thật sự xem nhẹ hắn rồi, thế mà hắn có thể mua được người của nhà bếp, xem ra nhà hàng này có lẽ đã đối ông chủ rồi. Thừa Hiền nói tiếp, yên tâm đi, người mà bị Triệu Ngọc Thuận mua chuộc, một người cũng không chạy thoát nổi anh đâu. Văn Nghiên cầm ly nước trên tay nhìn anh rồi nói, tên Triệu Ngọc Thuận đó đâu, hắn chạy rồi sao? Thừa Hiền tươi cười nói, sao có thể chứ, đám bạn anh đang chăm sóc hắn rất tử tế. Văn Nghiên nhìn anh nói, ý của anh là anh tìm người đánh hắn ta sao, đúng là hời cho hắn quá. Anh chỉ tay vào trán của cô và nói, em đừng cau mày, đã nói là chăm sóc rồi, sao có thể nói là đánh hắn chứ, anh là người bạo lực đến như vậy sao? Văn Nghiên thắc mắc hỏi tiếp, vậy rốt cuộc anh đã làm gì? Thừa Hiền vui vẻ, em sẽ biết thôi, tóm lại, bảo đảm em sẽ vừa lòng. Văn Nghiên nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thân thiện, không cần đâu, em không muốn làm phiền đến anh, đây là chuyện riêng của em. Thừa Hiền đon đả, sao em có thể nói xem anh là người xa lạ vậy chứ? Chúng ta đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, ngoa ngoa vợ à? Văn Nghiên nhìn anh, nói ra thì, sao anh lại xuất hiện trùng hợp như vậy được chứ? Thừa Hiền đứng lên rời đi, vừa đứng lên anh vội vàng nói, là Trịnh Mẫn Trinh nói cho anh đó. Văn Nghiên thắc mắc, là Trịnh Mẫn Trinh sao? Trong đầu Văn Nghiên lóe lên thắc mắc, cô ta lẽ ra sẽ cùng một bọn với Triệu Ngọc Thuận, muốn hại mình mới đúng. Sao lại để Lý Thừa Hiền đến phá đám chuyện này chứ? Không, cô ta là muốn để Lý Thừa Hiền hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Triệu Ngọc Thuận, cho rằng Lý Thừa Hiền kiểu là một công tử hào hoa, kiêu ngạo như vậy, sẽ không nghe mình giải thích, chỉ sẽ tức giận rồi quay đầu bỏ đi. Anh bước ra đến cửa, anh đưa tay bấm bảng điều khiển nhiệt độ trong phòng, hạ nhiệt độ thêm xuống 1-2 độ, sẽ khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nhỉ? Trong đầu Văn Nghiên nghĩ, nhưng đây là lần đầu tiên, anh ấy chọn tin tưởng vào mình, bảo vệ mình. Thừa Hiền quay lại, Văn Nghiên nói, anh hình như rất tin tưởng em, tại sao chứ, nói thẳng ra đi, em và anh trước đây tiếp xúc không nhiều, anh có lẽ cũng không hiểu nhiều về em. Thừa Hiền đáp, không phải tin em là chuyện đương nhiên sao? Em chính là người thân thiện nhất mà không có huyết thống với anh trên đời này. Dứt lời Thừa Hiền, gục đầu xuống bụng của Văn Nghiên rồi nói, cứ luôn có những người phụ nữ xấu xa, muốn câu dẫn anh, em phải bảo vệ anh cho tốt đó nha. Văn Nghiên nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông. Rồi cô đưa tay vuốt vuốt má của anh, trong đầu nghĩ, bất kể nói như thế nào, khuôn mặt này của anh ấy, quả thật rất chi là ưa nhìn. Bỗng nhiên, Thừa Hiền bị mê hoặc bởi ánh mắt của Văn Nghiên, ánh mắt lờ đờ, miệng anh thốt lên, Văn Nghiên. Lúc này, từng nhịp đập của tim hai người vang lên thình thịch, rồi cô nói, thuốc mê mà em trúng, bên trong có lẽ cũng có thành phần của mị dược, Lý Thừa Hiền. Dứt lời, cô đưa miệng mình hôn lên mũi của anh, rồi cô thì thầm, nếu chúng ta đã là người thân thiết nhất, vậy cũng có thể làm những chuyện thân mật nhất, đúng chứ? Ánh mắt anh bỗng nhiên bừng tỉnh, ối, chết mẹ, không đợi chút đã, không thể để cô ấy lấy đi đời trai trẻ của mình được. Dứt lời, Thừa Hiền vội vàng đẩy Văn Nghiên ra, anh không dám nhìn thẳng vào mặt của cô, miệng anh lắp bắp, em bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, anh không thể thừa nước đục thả câu được. Văn Nghiên nhìn anh, cô không hiểu chuyện gì, tiếng đập của tim vẫn cứ vang lên, rồi cô phá lên cười ha ha. Văn Nghiên nói tiếp, đúng là ngây thơ. Thừa Hiền khoanh tay trước ngực, anh đây là tôn trọng phái nữ. Văn Nghiên nói thêm, nhưng chúng ta là vợ chồng rồi mà, hơn nữa em đã đồng ý rồi. Thừa Hiền lúc này đầu óc rối bời, rồi anh nói, không được, muốn làm chuyện này, ít nhất em cần phải hoàn toàn tỉnh táo, không có sự ảnh hưởng của thuốc, hơn nữa, phải có cảm giác nghi thức. Quan trọng nhất là thực ra em vẫn chưa thích anh nhiều, đúng chứ? Văn Nghiên nhìn anh rồi nói, ít nhất, em thích khuôn mặt này của anh. Thừa Hiền thắc mắc, đây là đang khen anh sao, cảm ơn em. Thừa Hiền nói tiếp, đó chỉ là thấy sắc nổi ý, anh muốn em thật sự yêu anh, cam tâm tình nguyện ở bên anh. Văn Nghiên nhìn anh rồi hỏi, tại sao chứ? Lẽ nào anh đã thật sự yêu em rồi sao? Thừa Hiền lắp bắp, anh. Bỗng nhiên từ bên ngoài, Hy Trân đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bịch thuốc. Lý tiên sinh, tôi mua thuốc làm dịu về rồi đây. Hy Trân quay qua nói với Văn Nghiên, sếp à, chị tỉnh rồi à, bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi? Xin lỗi chị, em không có canh giữ cửa phòng riêng cẩn thận. Văn Nghiên xoa xoa đầu Hy Trân, không trách em, là Triệu Ngọc Thuận quá gian xảo rồi, chị sau này sẽ không cho hắn thêm bất kỳ một cơ hội nào nữa. Thừa Hiền giơ tay lên ra hiệu, em uống thuốc đi, anh đi trước đây. Dứt lời, anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất dép, để lại Văn Nghiên lắp bắp, Lý. Lúc này, Văn Nghiên nghĩ bụng, ngây thơ như vậy, rốt cuộc là lời đồn không khớp với hình ảnh, hay chỉ là anh ấy nhất thời quan tâm thôi, thôi vậy, điều ấy không quan trọng. Mình cũng không phải gì mà, phụ nữ phong kiến thiếu văn minh, nhưng nếu anh ấy đã từ chối, vậy thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy. Hy Trân vỗ vỗ vào lưng, Văn Nghiên sếp à chị vừa uống thuốc xong, cần phải nghỉ ngơi một chút. Văn Nghiên đáp, không sao đâu, chị đã khỏe hơn rất nhiều rồi, Triệu Ngọc Thuận đang ở đâu? Hy Trân chợt đáp, cái này, tóm lại, Lý tiên sinh đã sắp xếp cho hắn một căn phòng khác rồi, chị thật sự muốn xem sao?